chương 21, đã kết hôn, đừng làm phiền. Hoắc Chi Châu nhíu mày, là anh phát hiện trễ, xin lỗi em. Trong nội tâm xoẹt qua một tia ảo não, nhưng vẫn muốn cho cô nhìn thấy. Không ngờ đến tô cảnh hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo của anh ở trong lòng. Anh đổi cô ta. Một noãn tô nhất thời không kịp phản ứng. Hoắc Chi Châu gật đầu, bộ phận quan hệ xã hội đã xử lý xong, về sau sẽ không có ai đưa tin đồn kiểu này lên mạng nữa, một noãn tô cúi đầu, nhìn điện thoại đến ngẩn người. Lỡ như anh gạt em thì làm sao bây giờ? Thật lâu sau, cô ngồi xuống giường, lúng tà lúng túng lên tiếng. Anh thật lợi hại nha, con trai thứ hai của nhà họ Hoắc, ông chủ của công ty truyền thông, nếu muốn chặn tin tức gì thực sự rất đơn giản. Mình ở trước mặt anh quả thực như một con nhỏ ngốc. Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Lông mi dài rũ xuống, chè hơn phân nửa tầm mắt không nhìn thấy rõ ý tứ trong mắt cô. Chóp mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ tươi mím chặt, chiếc cổ thon dài uốn lượn thành hình vòng cung xinh đẹp, trên thân thể thon gầy mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt. Mái tóc dài màu nâu rủ xuống che gần hết khuôn mặt của cô, làm người ta không thể nhìn thấy rõ thần sắc trên gương mặt cô. Rõ ràng trông giống như một con búp bê xinh đẹp, nhưng Hoắc Chi Châu vẫn cảm nhận được sự quể oải cùng bất an toát ra từ trên người một noãn tô. Cô không tin anh cuộc hôn nhân giữa bọn họ, không có quá trình tìm hiểu yêu đương như một cặp đôi bình thường. Cô đối với anh và cuộc hôn nhân của bọn họ thiếu cảm giác tín nhiệm, dường như chỉ cần một đả kích nhỏ ở bên ngoài mối quan hệ mỏng manh này sẽ sụp đổ. Trong lòng thầm thở dài, Hoắc Chi Châu giấu đi thần sắc phức tạp của mình vào trong mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh một noãn tô. Vậy em muốn anh phải làm như thế nào? Hoắc Chi Châu nhẹ giọng hỏi. Một noãn tô im lặng nửa ngày, lắc đầu hiện giờ trong đầu cô rối loạn, đến mức không thể nghĩ ra được gì cả. Hoắc Chi Châu thở dài, vừa định lên tiếng, điện thoại của một noãn tô vang lên. Là đường hiểu sanh gọi đến. Cô không kiên về Hoắc Chi Châu đang ngồi ở đây, trực tiếp nhận điện thoại, thấp giọng alo một tiếng. Giọng nói trong trảo dịu dàng của đường hiểu sanh lập tức từ ống nghe truyền đến, tô tô cậu về đến nhà chưa? Ừ, về rồi. Hai người trò chuyện một lúc, Đường Hiểu Sanh dặn do một số việc cần chú ý sau khi dầm mưa rồi cúp điện thoại. Em đã nhìn thấy ai? Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, tay đặt bên chân nắm chặt thành đấm. Nghe ý tứ của Đường Hiểu Sanh, hôm nay bọn họ đã gặp ai đó khiến cho cô không vui, còn cầm dù của người nọ trở về. Nhưng rõ ràng gì giúp việc nói phu nhân một mình dầm mưa trở về, cả người ướt sũng. Một noãn tô ngẩn đầu, chớp mắt nhìn anh chỉ nhìn thấy sắc mặt Hoắc Chi Châu thay đổi không ngừng, sâu trong đôi mắt đen tụ lại một cảm xúc mà cô không hiểu nổi, bờ môi cùng hàm dưới cũng miếm chặt, rất có tư thế mưa gió sắp nổi lên. Đầu đau như bị kim châm, một noãn tô nhíu mày, giơ tay xoa đầu, qua loa đáp, người mà anh không biết. Anh không biết. Hoắc Chi Châu đột nhiên cười lạnh. Vừa rồi khi nghe cô và Đường Hiểu Sanh nói chuyện phím, anh đã đoán được bảy tám phần, hiện tại càng khẳng định suy đoán của mình hôm nay chắc hẳn cô đã gặp lại Hề Thành Nam. Trong bộ dạng cô như thế này, là vì ai? Lòng ngực của Hoắc Chi Châu như bị một cái búa nặng nề nện vào một phát, vô cùng đau đớn. Anh vô thức siết chặt tay, gần xanh trên mu bàn tay, gần như muốn nứt toạc ra. Anh đang cố gắng ngăn chặn cảm xúc quay cuồng trong lòng, hít thở sâu mấy lần, cố lên tiếng, em nói cho anh nghe, chẳng phải anh quen rồi sao? Một noãn tô nghe lời này của anh, cảm giác đầu đau dữ dội hơn, lòng ngực nghẹn lại như bị bông chặn. Chính anh và cái cô tô cảnh kia không biết rốt cuộc có chuyện gì hay không, dựa vào cái gì mà quản cô như vậy. Một noãn tô không khỏi cảm thấy bực bội, cô ngã xuống giường, kéo chăn bông ra đắp lên người, không muốn nói chuyện với anh. Nhìn thấy cô như vậy, cảm giác buồn bực trong lòng của Hoắc Chi Châu càng thêm mãnh liệt, thế nào? Không thể nói sao? Làm chuyện xấu sợ người ta biết hả? Anh cũng không biết tại sao mình cứ gặn hỏi cô như vậy một noãn tô chợt sốc chăn lên, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi mắt nhướng lên, tràn đầy ý tứ khiêu khích, anh nhất định muốn em nói à? Nói thì nói. Hôm nay tại trung tâm thương mại em gặp lại bạn trai cũ của em. Lúc này Hoắc Chi Châu mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của mình, anh thực sự không muốn nghe tin tức của người đàn ông khác từ trong miệng cô. Không chút nghĩ ngợi, anh cúi đầu chặn cái miệng hơi hé ra của cô vợ nhỏ nhà mình một noãn tô lập tức không thể nói ra được, trong miệng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, để... Ưm. Ừ. Cô dùng sức vỗ vai anh, muốn anh buông ra, đáng tiếc anh hoàn toàn không tiếp thu ý tứ này, vẫn cuốn quyết lấy môi cô không buông, cánh tay đang ôm lấy thân thể cô không ngừng siết chặt. Một noãn tô quay đầu tránh môi anh, nhưng cô trốn đến đâu hoắc chi châu liền đuổi đến đó, giống như một người thợ săn vô cùng kiên nhẫn, đối với trò chơi đuổi bắt không mệt mỏi này nụ hôn nồng nhiệt từ môi đến gò má một đường lưu luyến đi tới chóp mũi, rồi vành tai, hoắc chi châu cuối cùng nhìn không được nữa, lật người đè cô xuống giường. Hai người kết hôn đã được một khoảng thời gian, anh hiểu rất rõ thân thể của cô, biết rõ làm thế nào để cho cô đắm chìm, cùng nhau thỏa mãn. Chỉ có vào lúc này, nhìn thấy vẻ kiều diễm trên khuôn mặt cô sinh ra vì mình, hoắc chi châu mới có thể thực sự cảm nhận được cô thuộc về mình. Dù chỉ trong chốc lát, anh vẫn muốn có được sự vui vẻ cùng phóng túng nhất thời này. Sáng hôm sau, một noãn tô vừa mới thức dậy cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người quể oải, mí mắt nặng nề dường như không nhấc lên nổi, hai chân đau nhức, eo cũng đau. Hoắc Chi Châu cái tên cầm thú này. Ngày hôm qua không biết anh nổi điên cái gì, anh đè cô làm giống như bị phê thuốc, từ trên giường đến ban công rồi lại đến phòng tắm. Cuối cùng cô nhấc chân lên không nổi, mệt mỏi đến cơm tối cũng không ăn mà đi ngủ. Dậy rồi à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khang một noãn tô giật mình, vội vàng quay người lại, thiếu chút nữa thì vẹo cổ. Anh, sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc không thôi, ông lấy cổ hỏi. Thực sự là mặt trời mọc hướng tây rồi, một tên cuồng công việc như Hoắc Chi Châu hôm nay lại không đi làm, lúc này vẫn còn trên giường. Hoắc Chi Châu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, đeo một gọng kính vàng trên sống mũi, trên chân đặt một cái laptop, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, cả người toát ra vẻ tự nhiên còn có chút đẹp trai mục noãn tôi thực sự không muốn thừa nhận dáng vẻ nhã nhặn bài hoại này của anh quả thực có vài phần hấp dẫn người khác nếu như ngày hôm qua anh không quá phận như vậy có lẽ cô sẽ vì anh mà huýt sáo hôm nay không đến công ty ở nhà hoắc chi châu quay đầu lộ ra một hàm răng trắng cùng em quả thực là đau buồn mà đầu mục noãn tôi càng đau hơn không hiểu nổi anh ở nhà với cô làm gì trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung hoắc chi châu đặt laptop qua một bên vén chăn lên, cúi người trực tiếp bế cô dậy. Anh làm gì vậy? Một noãn tô trở tay không kịp hét to một tiếng, thân thể vô thức làm ra tư thế phòng vệ. Hoắc Chi Châu cúi đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo mười phần ẩn ý, em còn sức đi không? Anh dễ dàng đưa cô vào phòng tắm, đặt cô xuống, rồi đi ra ngoài. Mau lên, rửa mặt xong xuống lầu dùng bữa. Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Chi Châu từ ngoài cửa truyền đến ánh mắt một noãn tô di chuyển qua lại giữa cánh cửa và bồn cầu. Ngoài cửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng như vệ sĩ của Hoắc Chi Châu. Không lẽ anh cứ đứng ngoài cửa chờ cô giải quyết vấn đề cá nhân à? Chẳng phải âm thanh gì cũng có thể nghe thấy sao? Giữa hai vợ chồng bọn họ đã nâng lên loại trình độ này rồi à? Không được. Tiên nữ đánh rắm hay đi vệ sinh sẽ không phát ra tiếng. Một noãn tô cắn môi, nhìn về phía cửa nói, anh, anh đi ra xa một chút không có động tĩnh gì ở cửa. Anh đi đi. Cô nhịn không được tiến về phía cửa, tài dán vào cửa thúc giục. Cô sắp nhịn không nổi rồi. Hoắc Chi Châu khẽ cười một tiếng, dường như đang cười nhạo hành động vẽ vời cho thêm chuyện của cô. Sau vài giây im lặng, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Một Noãn tô lén mở cửa ra, từ khe cửa xác nhận anh đã rời đi, lúc này mới yên lòng quay lại nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân. Sau khi rửa mặt xong, khó có dịp hai người cùng nhau dùng bữa sáng như vậy. Một noãn tô vừa ăn bữa sáng vừa lén nhìn vẻ mặt của người đàn ông ngồi đối diện. Anh thực sự không cần đi đến công ty à? Trong một khoảng thời gian ngắn kể từ lúc cô thức dậy, anh đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Với kiến thức nông cạn của mình, cô cũng biết bộ phim phải thay đổi nữ chính sẽ gây tổn thất rất lớn, huống chi bộ phim điện ảnh đầu tư lớn này đã quay khởi quay rồi. Đoàn phim và công ty nhất định còn có rất nhiều việc phải làm. Hoắc Chi Châu bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, em muốn cùng anh đến công ty không? Anh hận không thể biến cô thành vòng đeo chân để lúc nào cũng mang theo bên người. Một noãn tô lắc đầu, em muốn ở nhà nghỉ ngơi, một mình anh đi đi. Ánh mắt Hoắc Chi Châu tối sầm, không nói gì. Sau khi dùng bữa xong, một noãn tô ngồi ở phòng khách đọc lại kịch bản diễn tập của nhóm. Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh cô xử lý công việc, có điện thoại gọi đến sẽ đi ra ban công nghe. Trong lúc đó, một noãn tô lén lúc nhìn Hoắc Chi Châu vài lần, một chút dấu hiệu cho thấy anh sẽ rời đi để đến công ty cũng không có. Việc cô nhìn trộm vẫn bị người nọ phát hiện, Hoắc Chi Châu tiến đến, tiện tay cầm lấy kịch bản đang đặt trên bàn lên. Sau này có muốn tiến vào giới giải trí không? Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy. Một noãn tô giật mình, tại sao lại hỏi em chuyện này? Hoắc Chi Châu nâng một lọn tóc xoăn dài trên vai cô lên, cầm trên tay xoay vòng, nếu như em muốn tiến vào, anh có thể lên kế hoạch trước tất cả mọi thứ cho em, em muốn tài nguyên anh cũng sẽ cho em. Tài nguyên gì cũng có thể sao? Một noãn tô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hoắc chi châu mỉm cười gật đầu, chỉ cần anh có thể. Đương nhiên. Sắc mặt của anh phút chốc biến đổi, cảnh cáo nói, diễn cảnh thân mật thì không được. Vừa rồi một noãn tô còn có chút cảm động cong môi, cô vương tay giật lấy kịch bản trong tay anh, tự lẩm bẩm, thật không chuyên nghiệp. Hoắc Chi Châu sờ đầu cô, tóm lại là không thể. Anh nhận điện thoại. Nói xong anh lại bước ra ban công. Đôi chân thon dài của anh hơi tách ra, một tay cầm điện thoại, một tay cho vào túi quần. Không thể không nói, cái tư thế đơn giản này chỉ làm cho anh lộ ra vài phần hương vị Minh Nguyệt Thanh Phong. Minh Nguyệt Thanh Phong, trăng thanh gió mát. Nguồn gờ gờ. Một noãn tôi nhìn vào bóng lưng nghiêm túc của anh, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem có tin tức gì mới không. Vừa vào Weibo, hot search nằm đầu tiên trên Weibo đập vào mắt cô, cô thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Hoắc Chi Châu, đã kết hôn, xin đừng làm phiền. Hình ảnh là một bàn tay đeo nhẫn. Bàn tay người đàn ông với làn da trắng nõn, cùng với mặt bàn màu đen tạo nên sự tương phản rõ rệt, ngón tay thon dài, đốt ngón tay hơi cong lên, trên ngón áp út của bàn tay trái, chiếc nhẫn bạch kim đơn giản rất dễ làm người khác chú ý. Chương 22, Cô nhóc không có lương tâm. Weibo bị khóa bình luận, thời gian đăng tin vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhận được hàng chục nghìn lượt xe. Tô cảnh thực sự không nên làm hoa sen trắng, gây họa khắp nơi. Khi nào cô mới rời khỏi ngành giải trí vậy? Tô cảnh xào loạn CP, mặt đã bị đánh sưng lên chưa? Trời ạ à thực sự kết hôn. Mỹ thất tình rồi. Hu 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 lại thêm một thanh niên kết hôn sớm a à, xin chào mọi người cuối cùng hoắc chi châu cũng đã công khai xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi trái tim trái tim sau đó tài khoản chính thức của truyền thông hòa húc cũng đăng tin đáp lại những tin đồn thất thiệt ngày hôm qua công ty sẽ dùng pháp luật để bảo vệ danh dự của hoắc chi châu và công ty làm tốt lắm đã sớm ngứa mắt với những tài khoản marketing đó rồi bác phu nhân cho rằng có thể cọ nhiệt nhưng không ngờ rằng đá trúng tấm sắt hả? Ha ha ha, ăn mừng mọi người ơi! Tốt! Tôi, tôi thích kiểu không bê mà trực tiếp báo cáo luôn. Một noãn tô lướt một vòng quay bô, sau đó chuyển ánh mắt đến ban công, có hơi kinh ngạc. Người nọ vẫn còn đang nghe điện thoại, dường như phát hiện được ánh mắt của cô, anh quay đầu đối mặt với cô, rất nhanh lại bình tĩnh quay đi. Một giờ sáng. Lúc đó cô đã ngủ rồi. Nửa đêm anh không ngủ, đột nhiên đăng tin này lên Weibo. Một noãn tô giật mình, như vậy xem ra thái độ của anh quả thực rất tốt. Hoắc Chi Châu nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến cô vợ nhỏ hiếm khi chủ động thế mà lại mỉm cười với mình, mắt ngọc mày ngài. Trong lòng anh hiểu rõ, thấy rồi. Một noãn tô gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói chuyện. Dường như tất cả mọi thứ đều không có gì để nói. Dành cả một buổi sáng để xử lý việc riêng, sau khi một noãn tô ăn cơm trưa xong có chút buồn ngủ, cô lên lầu quay trở về phòng đi ngủ. Hoắc Chi Châu cầm laptop đến thư phòng tiếp tục làm việc. Khoảng 3 giờ, điện thoại của anh reo lên, là một noãn tô gọi đến. Hoắc Chi Châu đứng dậy, vừa nhận điện thoại vừa đi về phía phòng ngủ chính. Hoắc Chi Châu Giọng nói của cô gái nhỏ trở nên yếu ớt, còn có chút khang khang. Sao vậy? Trái tim anh trùng xuống, bước nhanh hơn đầu em đau. Một noãn tô ôm lấy đầu, vô cùng khó chịu. Buổi sáng lúc cô tỉnh dậy cảm thấy có hơi chóng mặt, không ngờ đến ngủ trưa thức dậy bệnh tình không thuyên giảm mà càng trầm trọng hơn. Trong đầu như có một cọng gân đang không ngừng giật, cò rút đau đớn không chịu nổi. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Hoắc Chi Châu vội vàng bước đến, khi nhìn thấy cô gái nhỏ vùi đầu trong tấm chăn màu xám đậm, sắc mặt anh chợt trầm xuống một noãn tô đôi mắt khép hờ, trên mặt ửng đỏ không bình thường, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lộ ra bên ngoài, một tay cầm điện thoại, tay còn lại che trán. Hoắc Chi Châu đi đến trước giường, đặt tay lên trán của cô, nóng muốn bỏng. Tô tô, em sốt rồi. Anh thì thầm bên tai cô nói. Một noãn tô ồ một tiếng, nhíu mày, khó chịu không muốn nói chuyện. Có lẽ là do ngày hôm qua mắc mưa, ngoài chuyện đó ra thì cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến cho mình ngã bệnh. Hoắc Chi Châu đứng dậy đi đến phòng khách lấy nhiệt kế đo tay trong ngăn kéo ra, đặt ở tay cô đo thân nhiệt. Tích một tiếng, nhiệt kế đo tay hiện lên, 38.5 độ. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Hoắc Chi Châu lo lắng nói, em phải uống thuốc. Một noãn tô khịt mũi, cổ họng đau rát, giọng nói mang theo vài phần yếu ớt khàn khàn, lạnh. Lạnh thì đắp chăn, đắp kín vào. Hoắc Chi Châu cúi người, nhét cánh tay lộ ra ngoài của cô vào chăn bông, giúp cô chỉnh lại chăng lúc này mới đứng thẳng người dậy đi ra ngoài gọi di giúp việc lấy thuốc hạ sốt và nước ấm hắc chi châu đặt chúng trên tủ đầu giường trên giường cô gái nhỏ vẫn còn đang rên rỉ lông mi khẽ run trông rất không thoải mái tô tô ngồi dậy uống thuốc nào ngoan hắc chi châu ngồi ở đầu giường nhẹ giọng gọi cô Một nhoảng tô vân một tiếng em muốn nằm uống hắc chi châu nhíu mày nằm làm sao uống được ngoan ngồi dậy nào. Anh hơi cúi người xuống, ôm một noãn tô và chăn bông lên, tựa vào đầu giường. Một noãn tô nhíu mày nhận lấy viên thuốc trong tay hoắc chi châu, không thèm nhìn đến mà bỏ vào trong miệng. Ừng ực một tiếng, cần cổ mảnh khảnh hướng lên một chút, rồi uống nước ấm nuốt thuốc vào. Ngủ một giấc đi. Hoắc chi châu đỡ cô nằm xuống giường, vẽ mái tóc tán loạn của cô qua một bên. Một noãn tô nhìn anh một cái, chầm rãi nhắm mắt lại, buộc mình ngủ một giấc một giấc ngủ này, ngủ một mạch đến tận hoàng hôn. Khi một noãn tô tỉnh lại, trên người đổ đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào da đầu không thoải mái, ngược lại cảm giác đau đầu giảm đi không ít. Rèm cửa phòng được khép lại, ánh sáng yếu ớt. Cô trở mình, bất ngờ đụng phải người ngồi bên cạnh. Dậy rồi. Hoắc Chi Châu đặt laptop trong tay qua một bên, giờ tay sờ trán của cô. Đã hạ sốt. Anh thấp giọng trần thuật một sự thật mấy giờ rồi? Trong giọng nói của một noãn tô mang theo chút khàn khàn khi vừa mới thức dậy. Đã 6 giờ. Em đói bụng chưa? Hoắc Chi Châu nhìn đồng hồ trả lời. Một noãn tô ngây người nhìn anh, lắc đầu. Căn phòng tối như vậy, không có bật đèn, anh cứ như thế ở bên cạnh cô làm việc suốt cả buổi chiều sau. Trong nội tâm có một cảm giác không thể nói thành lời, giống như có hòn đá nhỏ ném vào trong nước, tóe lên một vài tia nước tuy không đói bụng nhưng sau khi thu thập đơn giản, một noãn tô vẫn đi theo anh xuống lầu ăn cơm. Người bệnh thường không có khẩu vị. Di giúp việc đã nấu một số món ăn ngon, cũng không khơi dậy được cảm giác thèm ăn của một noãn tô. Trên bàn cơm chỉ ăn qua loa một chút cháo thanh đạm, cô đã đặt đũa xuống. Hoắc Chi Châu nhìn người bệnh phía đối diện, trong lòng trầm xuống, đột nhiên cũng không muốn ăn nữa. Buổi tối, một noãn tô đã ngủ cả buổi chiều nên không hề buồn ngủ. Mặc dù dưới sự thúc giục lên giường ngủ sớm của Hoắc Chi Châu, cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Muốn chơi điện thoại quá đi. Một noãn tô lén liếc nhìn cái người đang ngồi bên cạnh gõ máy tính, cánh tay từ trong chăn bông vương ra với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Tô tô. Tay còn chưa chạm đến điện thoại, giọng nói đầy cảnh cáo của Hoắc Chi Châu truyền đến. Một noãn tô cắn môi, quay đầu nhìn anh, em không ngủ được, muốn chơi một lúc thôi. Hoắc Chi Châu lắc đầu, không được chơi điện thoại càng không ngủ được. Anh lướt qua người cô, trực tiếp tịch thu chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Một noãn tô hừ một tiếng, nhỏ giọng phàn nàn, quản em còn hơn cả ba em nữa. Hoắc Chi Châu khẽ mím môi, nhắm mắt lại, một lúc sẽ ngủ được thôi. Ngủ không được làm sao bây giờ? Cô mở to đôi mắt vô tôi, trông mong mà nhìn anh. Hoắc Chi Châu liếc nhìn cô một cái, cười khẽ. Giống như một chú thú cưng vang xin được vuốt ve ngủ không được anh dỗ em ngủ. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, vỗ về. Một noãn tô nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, tạm thời tin anh một lần. Hoắc Chi Châu lại giơ tay lên sờ trán cô, không còn sốt nữa. Anh cảm thấy yên tâm, ánh mắt một lần nữa đặt trên laptop. Còn chưa kịp trả lời mấy cái email, Hoắc Chi Châu cảm thấy nơi thắt lưng của mình dường như có động tĩnh gì đó. Anh cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy người vừa mới nhắm mắt lại mở mắt lên. Đang dùng ngón trỏ thong dài chọc chọc vào eo anh Hoắc Chi Châu Anh không nhột sao Một noãn tôi thấy anh đã phát hiện Dứt khoát đổi chọc thành gãi Nhưng anh trước sau như một không có phản ứng gì Một bộ dạng bất động như núi Hoắc Chi Châu bật cười Động tác gõ bàn phím dừng lại Anh có nên nhột không nhỉ Một noãn tôi chớp mắt gật đầu Nên nha Cô tỏ vẻ như muốn bổ sung Em nghe người ta nói Đàn ông sợ nhột sẽ sợ vợ em cảm thấy anh có sợ em không? Hoắc Chi Châu nghe xong chợt muốn bật cười, đây là cái lý luận gì vậy? Một noãn tô nhíu mày nghĩ một lúc, không tình nguyện mà lắc đầu, được rồi, anh không sợ em. Là em sợ anh. Em sợ anh cái gì? Anh đặt laptop qua một bên, vén chăn nằm xuống, kéo một noãn tô vào lòng. Cầm của anh đặt trên trán cô, cánh tay ôm lấy eo cô, cả người cô chìm trong hơi thở mát lạnh của anh có đôi khi vẻ mặt của anh trông rất dữ tợn, nhìn rất dọa người. Một noãn tô nhẹ giọng nói. Hầu hết thời gian cô không sợ anh. Nhưng khi anh dùng đôi mắt thâm trầm nhìn chầm chầm vào cô, lúc mím môi im lặng, luôn có một loại khí chất không giận mà uy, nghiêm túc lại lạnh lùng, khiến cho nội tâm của cô hoảng sợ không có lý do. Bàn tay của Hoắc Chi Châu đang đặt bên hông cô nhẹ siết lại, cúi đầu cắn vào vành tay cô, trứng thối nhỏ, anh hung dữ với em sao? Một noãn tô ừ một tiếng, không ngờ đến trong giọng nói mang theo vài phần làm cho người ta mơ màng, mập mờ và yếu ớt. Vành tay bị anh cắn ửng đỏ, cô ngáp một cái, em đoán nhân viên của anh khẳng định rất sợ anh. Hoắc Chi Châu ừ một tiếng, lại hôn tay cô, người không sợ anh nhất chính là em, em là cô nhóc không có lương tâm. Anh đối với cô tốt như vậy, quả thực ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rơi, kết quả còn rơi xuống cái đánh giá hung dữ, làm cho anh không biết nên nói cái gì mới phải. Một noãn tô cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay của anh đang đặt bên hông mình, lá gan của tiên nữ rất nhỏ, anh phải nhẹ nhàng một chút. Cánh tay của Hoác Chi Châu đột nhiên siết chặt, thúc giục, ngủ nhanh lên, nếu không anh làm chút chuyện khác giúp em đi vào giấc ngủ nha. Này, anh có phải là con người không? Khi dễ một người bệnh có được xem là đại trượng phu không, có bản lĩnh thì anh chờ em hết bệnh rồi chúng ta bát tô. Một noãn tô nhỏ giọng thì thầm, lại ngáp một cái, đôi mắt cũng khép lại. Hoắc Chi Châu cong môi, không nói gì. Bắt đầu nói hưu nói vượng, hẳn là buồn ngủ rồi. Quả nhiên, không lâu sau người nằm trên gối hơi thở đều đều, thân thể cũng mềm mại thả lỏng hơn. Hoắc Chi Châu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Còn đòi bát tòa, mới làm có một lần cô không than mệt không bảo ngừng, anh đã cảm ơn trời đất rồi. Sáng chủ nhật, một noãn tô dậy rất sớm. Khi thức dậy, cô hoàn toàn bị vây hãm trong lòng ngực của Hoắc Chi Châu cánh tay dài của anh vẫn đặt trên eo cô, phần ngực và bụng dưới dán vào lưng cô, cầm đặt trên đỉnh đầu cô, hơi thở đều đều phả vào trán cô. Một noãn tô thử đẩy tay anh ra, vừa mới cử động, người phía sau đã tỉnh dậy. Em thấy thế nào? Hoắc Chi Châu đưa tay sờ lên trán cô, thấp giọng hỏi, giọng nói vừa mới ngủ dậy có chút lười biếng, mơ hồ không dễ nghe. Một noãn tô vén chăn lên ngồi dậy, nhếch miệng cười, cảm thấy tốt hơn nhiều, em đã khỏe rồi trận bệnh này đến nhanh cũng đi nhanh, chỉ có một ngày nó đã kết thúc hành trình. Em chắc chứ? Hoắc Chi Châu cũng ngồi dậy, cười như không cười nhìn cô. Chắc chắn. Một noãn tô hờ hững gật đầu, xuống giường mang dép vào, em muốn đi ra ngoài hóng gió, ngày hôm qua ngột ngạt muốn chết đi được. Cô vui vẻ đi rửa mặt, thay quần áo, gọi điện thoại hẹn bạn bè, vui như con chim trong lòng được thả ra ngoài. Hoắc Chi Châu nhíu mày quan sát hành động của cô, Lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa, anh lấy một chiếc áo khoác mỏng mắt trên giá áo đưa cho cô, cầm theo. Không cần. Một noãn tô không muốn nhận, mang thêm một cái áo thật là phiền phức. Em đã quên tại sao mình bị bệnh à, còn muốn cảm lạnh phát sốt. Hoắc Chi Châu trầm giọng ra lệnh, cầm theo. Một noãn tô bị anh lạm dụng uy quyền, miễn cưỡng nhận lấy áo khoác đi ra ngoài. Hôm nay cô hẹn đường hiểu xanh đến một tiệm làm neo mới mở đợi cô làm xong móng tay quay về nhà đã hơn 6 giờ tối. Hoắc Chi Châu đâu? Cô vừa đổi giày vừa hỏi gì giúp việc đang dọn dẹp trong phòng khách. Chủ nhật hàng tuần, Hoắc Chi Châu sẽ tự mình đưa cô quay về trường học. Có lẽ ở thư phòng. Dì giúp việc chỉ lên lầu. Một noãn tô nói cảm ơn, đi đến thư phòng tìm Hoắc Chi Châu. Cô đứng bên ngoài gõ cửa, sau khi nghe thấy một tiếng vào đi, cô mở cửa đi vào trong phòng. Hoắc Chi Châu, chúng ta đi thôi cô khỏi bệnh trở nên vui vẻ hơn ngay cả tâm tình cũng rất tốt người ngồi phía sau bàn làm việc vẫn luôn nhìn cô rồi đứng dậy đi đến trước mặt cô một tay nâng cầm cô lên cẩn thận quan sát sắc mặt cô tô tô ngày mai hãy quay về trường học tại sao một noãn tô khó hiểu vẫn luôn ngầm thừa nhận chính là chủ nhật phải quay về trường ở nhà nghỉ ngơi một đêm ký túc xá của trường học rất đông người lỡ như lại bị nhiễm một loại virus khác thì sao sáng sớm ngày mai anh sẽ đưa em quay về trường học, không trễ giờ đâu. Một noãn tô suy nghĩ, cảm thấy có lý, anh là vì suy nghĩ cho mình thôi, nghe theo anh cũng được, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Hoắc Chi Châu thấp giọng cười, rất hài lòng, cô bé ngoan. Buổi tối, một noãn tô tắm xong lên giường, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm. Vừa đặt điện thoại di động xuống, Hoắc Chi Châu đã từ phòng tắm bước ra. Anh thậm chí không thay đồ ngủ, mặc áo choàng tắm đi đến tại sao anh không thay quần áo? Một noãn tô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bộ ngực lộ ra một nửa của anh. Chẳng qua là tóc anh vừa mới sấy qua loa còn chưa khô hẳn, phần tóc mái trên trán dán vào chân mày, càng làm tăng thêm vài phần khí chất dịu dàng. Hoắc Chi Châu đến gần cô, cúi người kề sát vào mặt cô, em còn nhớ ngày hôm qua mình đã nói cái gì không? Một noãn tô giật mình. Cô từng nói cái gì? Hoắc Chi Châu nhếch môi, không phải nói muốn bác tồ sao? ánh mắt anh tối sầm, đưa tay cởi thắt lưng áo choàng tắm, đến đây. Tác giả có lời muốn nói, tô tô, bệnh có thể sinh loạn, nhưng lời không thể nói lung tung. Chương 23, Thích em Miệng lưỡi của đàn ông, đồ quỷ gạt người Lúc một noãn tô mệt mỏi nằm vật trên giường, trong nội tâm có một vạn câu con mẹ anh chạy qua. Tội cho cô lúc trước vẫn còn cảm động với sự quan tâm của anh, hóa ra căn bản chính là túy ông không say vì rượu. Khi Hoắc Chi Châu đưa ra lời mời bát tổ, với tư cách là một cô gái thời đại mới, cô nhất định không được kinh sợ. Trong chuyện kia anh mới là người dùng lực, chẳng lẽ mình phải sợ anh sao? Nhưng sự thật đã chứng minh, bây giờ quả thực cô không bát tổ lại cái tên đàn ông già Hoắc Chi Châu này. Bát tổ, bát tổ. Cô dứt khoát ném nó ra khỏi đầu mình. Hoắc Chi Châu vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ đang ảo não nằm bên cạnh, cười nhạt một tiếng. Thất bại chính là mẹ thành công bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh em đến tìm anh bát tô. Được tiện nghi lại còn khoe mẻ, da mặt đúng là dày mà. Trong lòng thầm phỉ nhổ hoắc chi châu một vạn lần, một noãn tô không phục trừng mắt nhìn anh, trên mặt mang theo mười phần khiêu khích, anh chờ đó, sở muộn gì sẽ có một em cho anh quỳ xuống hát bài ca chinh phục. hoắc chi châu mỉm cười, ngón trỏ vút nhẹ lên chóp mũi cô, ừ, anh đợi đây. Lớp diễn xuất chuyên nghiệp vào ngày thứ hai không nhiều bài lắm, sau khi kết thúc buổi học diễn xuất, lớp trưởng Trình Minh bảo tất cả mọi người ở lại họp, chủ yếu là vì buổi tiệc năm mới. Tiệc năm mới là tiết mục truyền thống của Đại học A, nhà trường rất xem trọng. Mấy năm gần đây, buổi tiệc càng ngày càng có xu hướng lớn mạnh, khách mời có tên tuổi cũng càng ngày càng nhiều. Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa ít mấy năm trước, đến cả chủ tịch công ty ít gần đây, thậm chí là các cán bộ ít ở thành phố ít, hầu hết những vị khách quý này đều là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học A, những nhân tài ưu tú từ mọi tầng lớp trong xã hội. Buổi tiệc tối hàng năm, khoa diễn xuất chuyên nghiệp phải đăng ký một tiết mục, chủ yếu là do sinh viên năm ba phụ trách. Tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ. Cái việc tội tệ này lại rơi trên đầu Trình Minh. Bằng lòng tham gia biểu diễn, giơ tay lên. Trình Minh quét mắt một vòng, chỉ có rải rác vài cánh tay giơ lên. Nếu như các cậu không muốn tham gia, vậy tớ sẽ trực tiếp gọi tên. Đối với bữa tiệc tối này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm không thể thoái thác, cho dù không tình nguyện cũng phải tham gia. Trình Minh cầm trong tay một danh sách nhát, đọc to, mạnh nhứ, triệu thanh thanh. Lúc đọc đến cuối cùng danh sách, ánh mắt của cậu ta dừng trên mặt một noãn tô một giây, người cuối cùng, một noãn tô. Được rồi, nếu như có ý kiến gì về danh sách này, có thể đến gặp riêng tớ. Nếu không có phản đối gì, tối nay các bạn học được đọc tên sẽ tập trung ở phòng tập. Chúng ta cùng thảo luận về kịch bản và vai diễn. Sau khi tan học, mọi người top 5 top 3 đi ra ngoài. Vưu Vưu cũng có tên trong danh sách, Cô ấy và một noãn tô cùng nhau đi về ký túc xá, nhỏ giọng hỏi, cậu có muốn đến gặp lớp trưởng từ chối buổi biểu diễn này không? Nhắc mới nhớ, với tư cách là hai đại mỹ nữ của khoa diễn xuất, mối quan hệ giữa một noãn tô và mạnh như có hơi vi diệu. Ngoài trừ giờ học, bình thường cả hai rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ. Ở trường học, bên trong diễn đàn vẫn luôn thảo luận xem trong hai người ai là người xinh đẹp nhất bình luận có thể xây dựng được mấy nghìn tầng lâu. Ngay cả ở ngoài trường học, hai người cũng có chút danh tiếng lại có fan hâm mộ. Mỗi khi Mạnh Như đăng bản thảo với tiêu đề Hoa hậu giảng đường Đại học A, cũng không thể thiếu những người ủng hộ một noãn tô ở phía dưới lạnh lùng cười nhạo. Một noãn tô lắc đầu, không sao cả, diễn thì diễn thôi. Wow, hôm đó chắc là náo nhiệt lắm, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem cậu và Mạnh Như bác tô. Khụ khụ. Một noãn tô thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình, bây giờ cô đối với từ bác tô này đã sinh ra sự kháng cự. Vưu vưu hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn bừng bừng hứng thú. Này đúng rồi, đến lúc đó bạn trai của cậu có đến xem không? Đừng quên để lại một tấm vé cho anh ta nhé. Buổi tiệc mừng năm mới của Đại học A được tổ chức tại hội trường lớn của trường, có vé mới được vào. Hàng năm vào thời điểm đó, vé tiệc tối năm mới bán rất chạy, khó săn được vé. Một noãn tô sửng sốt một lúc. Hoắc Chi Châu Cô thoáng tưởng tượng một phát bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Chi Châu ngồi dưới khán đài, buồn cười nói, anh ấy bận rộn công việc, đoán chừng không rảnh đâu. Vưu vưu tiếc núi thở dài, hay, thật đáng tiếc. Cô ấy vốn cho rằng anh chàng đẹp trai chờ dưới lầu kia chính là bạn trai của Tô Tô, nhưng về sau mới biết là không phải. Người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không vừa mắt, cô ấy không khỏi tò mò về người bạn trai hiện giờ của Tô Tô. Đáng tiếc, không thể gặp trong buổi tiệc tối. Buổi tối, một noãn Tô và Vưu Vưu cùng nhau đi đến phòng tập kịch bản gốc là nguyên tác do một sinh viên khoa văn viết, thể loại cổ đại kể về một nha hoàng thay tiểu thư của mình gả cho vương gia, nha hoàng phải ngụy trang thành tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư, ở vương phủ xảy ra một loạt chuyện thú vị không biết nên khóc hay nên cười. Không nghi ngờ gì thêm mạnh nhứ sẽ diễn vai nữ chính. Tô tô cậu muốn diễn vai nào? Vư vư cầm kịch bản, nhỏ giọng hỏi mục noãn tô. Vai tiểu thư. Mục noãn tô suy nghĩ nói. Tại sao? một noãn tô nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy, cua cua kịch bản trên tay, cô ta chết sớm. Tiểu thư thế gia vì yêu thị vệ của mình, khiến cho người nhà không tha thứ, một gậy chia rẽ uyên ương. Tiểu thư không muốn gả cho vương gia người mà mình không yêu, trước khi xuất giá đã cắt cổ tay tự tử. Vai tiểu thư có một chút đất diễn ngay phần mở đầu, rất nhanh đã kết thúc. Vưu vưu lập tức bị nghẹn, im lặng vài giây, âm thầm giơ ngón tay cái với cô. Trải qua một phen thảo luận, mục noãn tô như ý nguyện nhận được vai tiểu thư vưu vưu diễn vai nha hoàng hồi môn của mạnh nhứ phần diễn không ít sau khi quyết định xong nhân vật buổi tập dược được lên lịch chỉ trong một ngày mục noãn tô và vưu vưu trở nên bận rộn chỉ có đi học và đi ngủ thời gian còn lại cơ bản dành cho việc tập dược không tập kịch trong lớp học thì chính là tập kịch cho tiệc tối đôi khi hoắc chi châu gọi điện thoại đến cô vẫn còn ở trong phòng tập trở về trễ lại mệt mỏi nói hai câu đã buồn ngủ thời gian nói chuyện giữa hai người càng trở nên ngắn ngủi. Vì vậy, khi biết tin thứ sáu một noãn tô tan học còn muốn đi ra ngoài tụ tập với đám bạn học cấp 3 xong mới quay về nhà, sắc mặt Hoắc Chi Châu lập tức trầm xuống. Khi trợ lý bước vào cửa, anh ta nhìn thấy chính là sắc mặt tôi rất không vui của ông chủ. Anh ta kiên trì đưa phần tài liệu đã được in sẵn cho Hoắc Chi Châu ký tên, trong lúc chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe thấy ông chủ hỏi, tam niên nhất bang là chỗ nào? Dịch ra là, ba năm một lớp, vì đây là tên nhà hàng nên mình không diệt sát nghĩa ra tam niên nhất bang trợ lý sững sờ vài giây lập tức phản ứng lại à là một nhà hàng gần đây khá nổi tiếng trên mạng ở nam thành nằm trên đường quý phong đường quý phong hoắc chi châu nhíu mày xa như vậy đợi cô về đến nhà không biết là mấy giờ rồi ăn ngon lắm không anh ngẩng đầu hỏi trợ lý nhún vai tôi cũng không biết tam niên nhất bang là nhà hàng chủ yếu tập trung vào chủ đề vườn trường rất nhiều sinh viên thích đến đó tụ họp chủ yếu là để tận hưởng bầu không khí thôi chủ đề vườn trường bây giờ người ta thực sự biết cách ăn chơi nhỉ hoắc chi châu suy nghĩ một lúc nhìn thấy trợ lý vẫn còn đứng đó chờ anh xua tay anh làm việc xong thì tan làm đi bảo lái xe cũng về đi để xe lại cho tôi trợ lý đáp lời gật đầu rời khỏi phòng cùng lúc đó trên đường quý phong Tam Niên Nhất Bang. Tam Niên Nhất Bang là một nhà hàng theo chủ đề mới khai trương. Tất cả các phòng lớn nhỏ đều được thiết kế dựa theo yếu tố vườn trường. Một số ghế lô được trang trí thành lớp học, một số khác trang trí như sân trường, còn có thư viện, văn phòng giáo viên, phòng tự học các loại. Chỗ của đám người mục noãn tô chính là căn phòng bao cơ bản nhất theo chủ đề lớp học. Bàn ăn là do mấy cái bàn học ghép thành, nếu như không có thức ăn cũng có thể đặt chúng về hình dạng ban đầu trước sau vách tường đều có hai tấm bảng đen giống như lớp học. Phía trước bảng đen còn đặt một bục giảng, bên trên có phấn viết bảng, bông lau bảng, còn có một vài cuốn sách giáo khoa và tờ giấy kiểm tra. Bên cạnh bảng đen là một màn hình lớn màu trắng, khách hàng có thể phát hình ảnh và video mà mình mang đến. Tớ đi đây, cái phòng học này thật sự quá giống, đến mức tớ sắp có bóng đen tâm lý luôn rồi. Vừa tiến vào phòng, đã có người ồn ào. Tham gia buổi tụ họp có tổng cộng 10 người, ngoại trừ đường hiểu xanh và vệ thanh ra, không ai trong số họ quen thân với cô, cô đến đây vì đường hiểu xanh. Một noãn tôi thực sự đã lờ mờ nhận ra một chút mập mờ giữa đường hiểu xanh và vệ thanh, nhưng bọn họ không nói, cô cũng tạm thời coi như không biết. Giống như lúc này đây, cô vốn không muốn đến, nhưng nếu cô không đến khẳng định đường hiểu xanh cũng sẽ không đến. Cô không muốn bạn thân bỏ qua cơ hội tiếp xúc với vệ thanh, cho nên mới đi cùng cô ấy tới đây. Trong lúc bọn họ dùng bữa, trên màn hình lớn bên cạnh liên tục phát hình ảnh lúc mọi người học cấp 3. Rượu qua ba vòng, chát bóp trên bàn ăn bắt đầu mở ra. Thực ra khi còn học cấp 3 tớ cũng thích hoa khôi của trường mà. Một nam sinh trong đám không biết xấu hổ nhìn một noãn tô, nhưng tớ cũng tự hiểu lấy mình, nên không thể hiện ra. Không giống như ít, khi đó còn đưa thư tình cho cô ấy. Cậu ta vỗ vai một nam sinh khác. Mẹ nó, cậu uống say rồi. Nam sinh kia chợt giật thóc tim, cậu muốn tỏ tình thì tỏ tình đi, kéo tớ vào làm gì? Nộp án phí cho cậu sao? Những người khác ồn ào cười to. Cậu đừng nói vội. Lúc đó có rất nhiều người yêu thích hoa khôi của trường chúng ta. Chỉ là người nọ ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ai cũng biết, lúc đó một noãn tô và hề thành nam đang ở bên nhau, mãi đến khi hề thành nam ra nước ngoài, hai người mới chia tay. Nói những chuyện đó làm gì? vệ thanh xoay xoay đế lý trên bàn, uống rượu uống rượu nào. Một noãn tô mỉm cười, cũng uống một hơi cạn ly. Mãi cho đến lần tụ họp này, một noãn tô mới nghe bọn họ nói lên tiếng lòng, hóa ra trong lúc học cấp 3 có không ít người thầm mến mình. Kể cả sau khi hề thành nam ra nước ngoài, bọn họ cũng ngại ánh mắt cô quá cao, cho nên không dám tỏ tình với cô. Trong số những nam sinh hôm nay đến đây, còn có một số người từng thích mình. Nói chuyện một lúc, bọn họ muốn mời rượu một noãn tô, bảo rằng là kính thanh xuân nhút nhát của mình. Một noãn tô cũng không phải là một người hay ngại ngùng, mỉm cười tiếp nhận kính rượu với bọn họ. Đường hiểu sanh nhìn thấy đám nam sinh này rõ ràng đã uống nhiều rồi, kéo cánh tay một noãn tô nhỏ giọng nói, tô tô cậu uống ít thôi. Sắc mặt một noãn tô ửng đỏ, khẽ nói bên tai cô ấy, không sao đâu, một lúc nữa chồng tớ đến đón tớ. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện. Một noãn tô vừa dứt lời, Hoắc Chi Châu gọi điện thoại đến. Anh đã đến trước cửa, dục cô về nhà. Sau khi gửi gắm đường hiểu xanh cho vệ thanh, Mục Noãn Tô lên tiếng chào tạm biệt rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, Mục Noãn Tô đã nhìn thấy chiếc xe của Hoắc Chi Châu đang đậu ven đường. Cô chậm rãi bước đến, mở cửa xe ngồi vào, "Hello." Hoắc Chi Châu nhìn cô không nói lời nào, khẽ nhíu mày. Cô vừa bước vào, trong xe lập tức nồng nặc mùi rượu. Đã lâu không gặp, một noãn tô giơ tay cua cua trước mặt anh, nhíu mày bất mãn nói, tại sao anh lại lãnh đạm như vậy? Nhìn thấy người nọ vô cùng hưng phấn, cuối cùng Hoắc Chi Châu cũng có phản ứng, trầm giọng nói, em uống say rồi. Một noãn tô ừ một tiếng, tửu lượng của em rất tốt. Hoắc Chi Châu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối người qua cài dây an toàn cho cô, chúng ta về nhà thôi. Xe yên lặng chạy trong màn đêm, hai người nhất thời không lên tiếng nói chuyện. Dừng xe một noãn tô đột nhiên kêu lên. Hoắc Chi Châu không hiểu chuyện gì, vội đạp phanh, nghiêng đầu nhìn cô. Em chóng mặt quá, không muốn ngồi xe. Một noãn tô đỡ trán, vẻ mặt khó chịu. Dừng lại nghỉ ngơi một lúc nhé. Hoắc Chi Châu cúi người đến, sờ đầu cô, vẫn ổn không phá sốt. Một noãn tô lắc đầu, em muốn xuống xe, chúng ta đi bộ về nhà đi. Đi bộ. Nơi này cách nhà tầm 20 km, đi bộ như thế nào? Hoắc Chi Châu còn chưa kịp lên tiếng, cô đã cởi dây an toàn bước xuống xe. Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe đi theo cô. Một noãn tôi đi được một lúc mới chợt nhận ra bản thân mình căn bản không biết đường, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Chi Châu, mề màng nói, nhà của chúng ta ở đâu? Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô. Mặt cô ửng hồng, mái tóc xoăn dài bị gió thổi loạn, đôi mắt to tròn đầy mờ mịt, đi đường cũng không ổn, hiển nhiên là đã say rồi. Anh thở dài, đi đến trước mặt cô hơi cúi người xuống, lên đây. Anh muốn cổng em. Một noãn tô kinh ngạc. Hoắc chi châu lạnh lùng thúc giục, ừ, nhanh lên. Một noãn tô a à một tiếng, ngoan ngoãn nằm sắp lên lưng anh. Anh đứng dậy, dễ dàng cổng cô lên. Chúng ta về nhà sao? Một noãn tô ghé đầu vào vai anh, hơi thở lưu luyến cuốn quanh da cổ của anh, thật ngứa. Không về, đến khách sạn. Một noãn tô ngạc nhiên nói, anh muốn dẫn em đi thuê phòng. Say rượu làm loạn ít. Hoắc Chi Châu không nói nên lời, im lặng hai giây nhắc nhở cô, chúng ta kết hôn rồi. À, đúng vậy. Một noãn tô tựa vào lưng anh, cảm nhận được bước chân chậm rãi mà vững vàng của anh, hai tay vẫn luôn ôm lấy chân cô, rất có cảm giác an toàn. Cái cảm giác này rất quen thuộc khiến cho cô nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó anh cổng mình chơi bóng rổ. Hoắc Chi Châu cánh tay của cô đặt trước ngực Hoắc Chi Châu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hừ. Âm thanh phát ra từ khoang mũi, từ tính lại mê người. Một noãn tôi nhìn chầm chầm vào nửa bên mặt đẹp trai của anh, ánh mắt lưu luyến từ tóc mái kéo dài đến khóe môi, kìm lòng không đặng tự lẩm bẩm. Giọng nói nhẹ nhàng lại mỏng, dường như có thể tùy thời điểm mà bị gió cuốn đi mất, có đôi khi, em hoài nghi rằng anh thích em. Editor, hoài nghi gì nữa, anh hoắc thích bé lâu lắm rồi, thiếu điều muốn quỳ lạy để bé biết thôi đó. Chương 24, cần anh chứng minh một chút cho em xem không? Trái tim của Hoắc Chi Châu trùng xuống, cánh tay đỡ chân cô đột nhiên siết chặt. Gió đêm mùa thu hơi lạnh, mái tóc dài của một noãn tô rủ xuống, xoẹt qua làn da trên cổ của Hoắc Chi Châu. Tuy cô đã mạnh dạn hỏi, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng không yên. Từ nhỏ đến lớn cô không thiếu nam sinh yêu thích và theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự luyến mở miệng hỏi như vậy cô sợ Hoắc Chi Châu sẽ nói với mình rằng, em suy nghĩ nhiều rồi, anh tốt với em chỉ đơn giản là vì xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng đối với vợ của mình mà thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy anh sẽ nói như vậy, cộng thêm bản thân anh lớn hơn mình, nhường nhịn cô là lẽ đương nhiên. Một noãn tô cảm thấy ảo não, sớm biết như vậy đã không nói rồi, thực sự là họa từ trong miệng mà ra. Làm sao để kết thúc câu chuyện này bây giờ? Hay nói là mình uống quá nhiều nên ăn nói bậy bạ được không nhỉ? trong lúc đang nghĩ ngợi xem mình nên vẽ vời thế nào để hóa giải, cuối cùng cái người im lặng thật lâu kia cũng lên tiếng. Ít hầu của Hoắc Chi Châu chuyển động, giọng nói khàn khang tràn đầy bất đắc dĩ, anh biểu hiện còn chưa rõ ràng sao? Biểu hiện, còn, chưa, rõ ràng, sao? Trái tim của một noãn tô chợt đập nhanh, thoáng chốc đại não mất đi năng lực suy nghĩ. Anh thừa nhận rồi. Trong bóng đêm yên tĩnh, một noãn tô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, bùng 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 rất nhanh rất mạnh. Cô nhất thời không biết nói cái gì, sau nửa ngày mới nhỏ giọng nói một tiếng ngô. Cả đoạn đường còn lại, hai người chỉ im lặng không nói với nhau lời nào. Mãi cho đến khi Hoắc Chi Châu cổng cô tiến vào khách sạn, mở cửa phòng rồi đặt cô lên giường, một noãn tô mới đột nhiên kêu lên này một tiếng. Hoắc Chi Châu còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, cánh tay đã bị người nằm trên giường bắt lấy. Ánh mắt của anh thâm thúy tĩnh mịch, yên lặng nhìn một noãn tô, hử, anh có thể tìm giúp em nước tẩy trang không? Một noãn tô liếm môi. Hoắc Chi Châu im lặng hai giây, nói, được. Không đầy một phút, người của khách sạn mang đến nguyên bộ kem dưỡng da và nước tẩy trang, còn đưa đến hai bộ quần áo ngủ cùng đồ lót. Một noãn tô uống rượu, vừa rồi lại đi ngoài gió, hiện giờ men say sông đầu có chút đau nhức. Cô tắm rửa qua loa một phen rồi mệt mỏi ngã xuống giường, hai tay ôm đầu không muốn động đậy khi Hoắc Chi Châu thay quần áo xong đi ra từ phòng tắm, cô vẫn duy trì cái tư thế này. Hoắc Chi Châu đến gần giường lớn, chỉ nhìn thấy một noãn tô nghiêng người ngủ trên giường, sắc mặt ửng đỏ, nhíu mày, nằm ngón tay phải tách ra, lòng bàn tay hướng lên che mắt. Váy ngủ thì vén lên trên, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn treo ở mép giường, bàn chân như ngọc gần như sắp chạm vào thảm. Anh hơi cúi xuống, nâng hai chân của một noãn tô đặt lên giường, cô ư một tiếng, dường như biểu đạt sự bất mãn đối với hành động của anh sau đó vội trở mình, chuyển sang tư thế ngủ nghiêng, chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng cong như con tôm luộc. Hoắc Chi Châu kéo chăn bông qua một bên, rồi đắp chăn cho cô. Vừa đắp xong, lại bị cánh tay của cô đẩy ra. Đắp một lần nữa lại bị sốc lên. Em nóng. Một noãn tô phàn nàn. Vậy đắp lên bụng nha. Hoắc Chi Châu vỗ nhẹ cánh tay của cô, lấy một góc chăn đắp lên bụng cô, cũng thuận thế nằm phía sau cô, cánh tay duỗi ra cố định cô trong lòng ngực. Một noãn tô đã quen với tư thế này, chỉ rì rầm hai tiếng ngược lại không có ý kiến gì. Hoắc Chi Châu Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoắc Chi Châu nghe thấy một noãn tô đang gọi mình. Anh mở mắt lên, hử. Một tiếng. Anh nói thật không? Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác đau đầu đã giảm một chút, ngược lại một noãn tô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Hoắc Chi Châu biết rõ cô đang nói đến chuyện gì, lực độ khi ôm cô tăng lên vài phần, đôi môi anh khẽ chuyển động phía sau cổ cô, giọng điệu vừa mập mờ vừa nguy hiểm, cần anh chứng minh một chút cho em xem không? Thân thể hai người gần như gián sát không có kẻ hở, một noãn tô thoáng một phát cảm nhận được anh có phản ứng. Cô có hơi mất tự nhẹ di chuyển thân thể của mình, thấp giọng mắng, biến thái. Ánh mắt hoác chi châu rơi vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói, có phải em không tin đúng không? Thân thể một noãn tô cứng đờ, thấp giọng nói, em tin mà những người thích em có thể xếp hàng dài từ đại học a đến đây đó hoắc chi châu chưa kịp nói gì chợt nghe thấy cô nói tiếp ba của em nói rằng ông ấy yêu thương em nhưng ông ấy lại có thêm một đứa con gái cùng một đứa con trai nữa mẹ của em nói yêu thương em em đã xin bà ở lại với em thêm một khoảng thời gian nữa thế nhưng bà vẫn phớt lờ em hề thành nam cũng nói yêu em nhưng anh ta vẫn chọn ra nước ngoài đó thôi mặc dù biết cô uống quá nhiều nên không được tỉnh táo cho lắm nhưng thời điểm nghe thấy cái tên hề thành nam trong nội tâm hoắc chi châu đau xót tay bất giác nắm thành quyền anh cũng như bọn họ thực sự yêu thích em nhưng chỉ vẹn vẹn dừng ở đây thôi cuối cùng em cũng là người bị bỏ rơi giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần dần không còn nghe thấy gì nữa trái tim của hoắc chi châu như bị con dao hung hăng đâm vào một cái đau đớn hơn rất nhiều so với nỗi đau do sự ghen tuông vừa rồi mang lại anh sẽ không anh ngập ngừng thật lâu chỉ khàn khàn nói được ba chữ một noãn tô không nói gì, một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói, gạt người. Sau đó, bờ vai thong gầy run rẩy, có tiếng nứt nở ấm ớt truyền đến. Tô tô. Hoắc Chi Châu lo lắng muốn xoay người cô lại, nhưng cô cứ vùi mặt vào trong gối, làm thế nào cũng không chịu quay người qua. Anh bất đắc dĩ, tay dùng sức kéo thân thể một noãn tô đến đây. Một noãn tô không chống lại được sức lực của anh, bị ép quay người lại vùi mặt vào trong lòng Hoắc Chi Châu làm thế nào cũng không nâng lên. Hoắc Chi Châu không còn cách nào khác, giơ tay vuốt nhẹ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa trẻ, ba mẹ của em. Anh dừng một chút, chuyện sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi. Một noãn tô nức nở nhẹ gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm một mảnh vải nhỏ trên ngực anh. Về hề, anh dừng lại thật lâu, anh vẫn không có cách nào để thốt ra cái tên đó. Môi của anh đặt trên trán cô, cố kìm nén nội tâm không thoải mái, thấp giọng nói, thích anh ta đến thế sao? Thích đến nỗi những chuyện cấp 3 vẫn còn nhớ rõ như vậy. Em không thích anh ta, em ghét anh ta, hận anh ta. Giọng nói của một noãn tô hơi kích động, em biết rõ anh ta có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng anh ta đã không nói cho em biết, để em trở thành người biết cuối cùng giống như một con ngốc. Anh ta biết rõ em ghét nhất người khác gạt em, nhưng vẫn một mực gạt em không nói. Anh ta, một noãn tô dường như nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên dừng lại em xin lỗi, em không nên nhắc đến anh ta. Tì lý trí còn sót lại khiến cho cô chợt ý thức được mình không nên ở trước mặt Hoắc Chi Châu nhắc đến bạn trai cũ. Ngoài trừ một câu bất đắc dĩ không sao cả, Hoắc Chi Châu không biết mình còn có thể nói cái gì nữa. Anh biết rõ, ngày thường một noãn tô không tim không phổi, nhưng trong lòng vẫn đối với chuyện phát sinh vào năm cấp 3 mãi canh cánh trong lòng. Ngược lại anh hy vọng sẽ có một ngày cô có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện cũ, điều đó mới thực sự là không còn để tâm. Chỉ có điều, khi nghe thấy cô phàn nàn về hề thành nam, trong nội tâm của Hoắc Chi Châu mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an. Nếu như cô biết lúc ấy mình ở sau lưng động tay động chân. Hoắc Chi Châu ấn người nọ vào trong lòng ngực. Hoắc Chi Châu. Đang nghĩ ngợi, người nằm trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ương ước chớp chớp. Nếu như anh đối xử tốt với em, không gạt em. Chúng ta cứ bên nhau như vậy trải qua năm tháng nhé. Trong lòng Hoắc Chi Châu chấn động, cúi đầu nhìn xuống, người nằm trong lòng công môi, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Anh cúi đầu xuống, hôn lên hàng lông mi còn vương nước mắt của cô, thấp giọng nỉ non, được. Sáng hôm sau, khi một noãn tô thức dậy, nhìn thấy Hoác Chi Châu đang đứng bên cạnh giường thắt cà vạt. Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của anh mơ mơ hồ hồ. Cô nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, rồi ngáp một cái, lẩm bẩm nói, Ủa, anh không đi chạy bộ sao? Phác Chi Châu cúi đầu hôn lên trán cô, cười nhẹ, "Hiện giờ anh phải đến công ty tham gia một cuộc họp. Nếu như thức dậy anh còn chưa quay về, nhớ gọi tài xế đến đón em về nhà nhé." Một Noãn Tô thuận miệng đáp ứng, xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục đi gặp Chu Công. Cuối cùng, cô bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô tiện tay bấm nhận cuộc gọi nói, "Alo một tiếng." Giọng nói quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến, mang theo vài phần vội vàng, "Tô Tô, em đang ở đâu?" anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Editor, mỗi lần nghe thấy bạn trai của tìm em tô là tôi lại yếu tim mà, đừng bắt tôi mở bài sóng gió nữa nhá. Chương 25, chỉ muốn em. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một thời gian trước, An Hữu người bạn đại học của Hề Thành Nam vừa từ nước Anh quay trở về nước làm việc, trước khi rời khỏi Nam Thành đã hẹn anh ta gặp mặt một lần. An Hữu gia cảnh bình thường, sống ở nước Anh cũng ăn uống tiết kiệm. Có lẽ chính vì điểm này mà cậu ta và Hề Thành Nam có chút cảm giác đồng cảm. Ở nước Anh Hề Thành Nam không có nhiều bạn bè cậu ta là một trong những số đó. Vì thực hiện lời hứa với An Hữu, Hề Thành Nam đã hẹn cậu ta đến một nhà hàng nổi tiếng ở Nam Thành. An Hữu nhìn những món ăn tinh tế phong phú trên bàn, nhìn không được cảm thán, vẫn là thức ở trong nước ngon hơn. Những món ăn ấn lạnh của nước Anh quả thực ăn vào là muốn nhổ ra ngay. Khi đi du học cậu ta không có nhiều tiền để mua những đồ ăn đắt đỏ, ăn nhiều nhất chính là khoai tây chiên và sandwich. Những thứ đó so với mì tôm không dinh dưỡng đã trở thành sơn trân hải vị rồi. Hề Thành Nam rót rượu cho cậu ta, cười nói, nhưng cậu vẫn chọn tiếp tục ôm ấp hoài bảo tư bản chủ nghĩa đấy thôi. Sau khi tốt nghiệp, An Hữu thuận lợi tìm được một công việc có mức lương hậu hĩnh tại nước Anh, còn có ý định định cư lâu dài ở đó. Ôi, nói đến việc này, An Hữu nhớ lại thời gian trước tớ có uống rượu cùng hang sân ông ấy có nhắc đến cậu tiếc hận rất lâu hang sân chính là vị giáo sư đã đề cử hề thành nam còn rất xem trọng anh ta vẫn luôn hy vọng anh ta có thể ở lại nước anh hề thành nam uống một ngụm rượu lắc đầu nói chỉ đành phụ lòng thầy ấy trái tim cùng gốc rễ của anh ta đều đặt ở trung quốc cho nên anh ta đã từ chối lời đề nghị của giáo sư học tiếp thạc sĩ nhất định muốn quay trở về nước sau khi tốt nghiệp an hữu gật đầu cũng uống một ngụm rượu lúc đặt ly rượu xuống, giống như đột nhiên nhớ đến điều gì, An Hữu treo gẹo, đúng rồi, cậu thật đúng là thâm tàn bất lộ nha. Lúc ấy cậu ngày đêm bận rộn làm việc cứ như thật. Sao thế? Phú Nhị đại cãi nhau với ba mẹ, rồi trở mặt để tự trải nghiệm cuộc sống à? Hề thành nam nhíu mày, cái gì thâm tàn bất lộ? Tớ là một học sinh nghèo không đi làm công thì sinh hoạt như thế nào? Sau khi An Hữu uống vài ly rượu, bắt đầu nói nhiều hơn, hiện giờ đừng giả bộ nữa cậu ta xua tay ngày đó hang sơn uống say đã nói tất cả rồi ông ấy vốn có chút lo lắng khi nghĩ rằng cậu có người chống lưng không ngờ tới cậu ưu tú như vậy biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của ông ấy hề thành nam nhíu mày chặt hơn người chống lưng anh ta nào có quan hệ gì chỉ nghe hang sơn nói như vậy sự tình như thế nào thì an hữu không rõ lắm sau khi tiễn an hữu đi hề thành nam vội liên lạc với hang sơn Nói cái gì hang sơn cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói mình nhìn trúng tài hoa của anh ta cho nên mới đề cử. Mấy ngày nay, anh ta phí hết công phu mới điều tra ra được ngọn nguồn, biết được kẻ chủ mưu sau lưng chính là người nhà họ Hoắc. Nhưng anh ta không hiểu tại sao người nhà họ Hoắc lại muốn làm ra chuyện như vậy. Điều này thực sự rất kỳ quái, không có ai vô duyên vô cớ đi giúp đỡ một học sinh cấp 3 bình thường được đến học tại một ngôi trường nổi tiếng ở nước ngoài. Mãi đến khi anh ta phát hiện cuộc trao đổi tài chính gần đây giữa nhà họ Mục và nhà họ Hoắc, anh ta mới loáng thoáng ý thức được, việc này có khả năng liên quan đến nhà họ Mục. Anh ta suy đoán có thể ba của một Noãn Tô biết được mối quan hệ của hai người, cảm thấy mình không xứng với con gái của ông ấy, vì vậy dứt khoát tìm nhà họ Hoắc giúp đỡ anh ta đi nước ngoài. Sau khi hề thành Nam phát hiện, không chút suy nghĩ lập tức gọi điện thoại cho một Noãn Tô. Điện thoại kết nối, anh ta chỉ mới vừa nói được một câu, cuộc gọi đã bị cúp. Gọi lại một lần nữa, một giây, hai giây. Số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Giọng nữ máy móc truyền đến, anh ta bị kéo vào danh sách đen. Bị cuộc điện thoại này quấy rầy, một noãn tôi lập tức không còn buồn ngủ nữa, xoa xoa đầu rời khỏi giường. Cô không quan tâm hề thành nam muốn nói chuyện gì. Anh ta mà có chuyện quan trọng gì? Cho dù có cũng không liên quan đến cô. Sau khi rửa mặt xong, một noãn tô trang điểm đơn giản, rồi đi đến nhà ăn nằm ở lầu một của khách sạn dùng bữa sáng. Bữa sáng của khách sạn được phục vụ theo dạng buffet, có bánh bao hấp, bánh trôi, cháo, bánh rán hành, bánh mì, sandwich, bánh ngọt, sữa bò, cà phê các loại, món trung món tây cái gì cũng có. Đầu yếu Một noãn tô đang lấy bữa sáng trước quầy đột nhiên nghe thấy có người bên tai mình mừng rỡ kêu một tiếng. Cô hoang mang quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh với đôi mắt to tròn đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hưng phấn nhìn chầm chầm vào cô. Chị là đầu yếu. Nữ sinh mặt tròn mắt to, dáng vẻ đáng yêu, nhìn trông giống như một học sinh cấp 3. Một noãn tôi nhìn quanh bốn phía một phen, cũng may không có ai chú ý đến tiếng gọi của cô bé này. Cô dùng ngón tay trỏ của mình đặt lên miệng nhẹ gật đầu một cái, là chị. Nữ sinh lập tức nở nụ cười, em nhìn một phát liền nhận ra chị ngay người đâu xinh đẹp quá. Không khác gì trong ảnh chụp. Một noãn tô mỉm cười, cảm ơn. Nữ sinh này có khuôn mặt rất dễ nhận ra, còn rất hòa đồng với người khác. Sau khi biểu đạt thân phận là fan hâm mộ, nữ sinh hào hứng giới thiệu bản thân. Chủ em nói cho chị nghe. Món ngon nhất ở đây chính là tiểu long bao nhân thịt cua, thật đấy. Được đề cử năm sau. Nếu như chị thích dùng bữa sáng theo kiểu Tây, bánh xốp nướng kia cũng không tệ. Mục Noãn Tô lắng nghe, dựa theo lời đề nghị của nữ sinh kia chọn được vài món ăn nhẹ. Em có thể ngồi ăn với chị được không? Nữ sinh vẻ mặt tươi cười, anh trai của em làm việc trong khách sạn này, em có thể nhờ anh ấy giảm giá cho chị. Nữ sinh dừng lại một chút chợt cảm thấy xấu hổ, ôi em quên mất, chị đâu cần giảm giá. Đầu yếu có tiền như vậy, cần gì một ít tiền giảm giá cỏn con này? Mục noãn tô cong môi mỉm cười, được nhưng tiền phòng chị đã thanh toán rồi, lần sau nhé. Nữ sinh vui vẻ trở lại, nhẹ gật đầu, vâng. Hai người tìm vị trí gần cửa sổ cùng nhau ngồi xuống dùng điểm tâm. Trong lúc dùng bữa, một noãn tôi biết được nữ sinh này tên là Chanh Chanh, năm nay 18 tuổi, vừa mới bước vào năm nhất đại học, học trường Đại học T cùng thành phố với Đại học A. Em vốn cũng muốn thi vào Đại học A. Chanh Chanh lè lưỡi, trong lúc học cấp 3 em có thích một người, cho nên làm ảnh hưởng đến thành tích học tập không thể thi đậu vào đại học A đành phải nộp đơn vào đại học T. Vậy các em còn bên nhau không? Một noãn tôi nhìn dáng vẻ vô tư của chanh chanh, không khỏi hiếu kỳ. Chanh chanh lắc đầu, ánh mắt có hơi ảm đạm, anh ấy vẫn không thích em, chỉ có em thầm mến anh ấy mà thôi. Trước kia từng đọc trong tiểu thuyết, nữ chính vì thầm mến nam chính yêu tú cho nên cố gắng học tập, ngày đêm phấn đấu để có thể vào cùng một trường đại học với nam chính, tạo nên một giai thoại. Nhưng cô lại không thể thực hiện được. Thời điểm thích một người trong lòng trong mắt đều là người đó, năng lực học tập bị ảnh hưởng, thuộc lùi cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn vẻ mặt phiền muộn của chanh chanh, một noãn tô hơi hé miệng, cuối cùng vẫn nói một câu, đại học T cũng tốt. Chanh chanh mỉm cười, vâng, nhưng em vẫn không buông tha cho anh ấy. Nói không chừng sau này em có thể theo đuổi được anh ấy đấy. Trái tim thiếu nữ khờ khạo ngây thơ, có chút giống với bản thân mình năm một sáu tuổi. Một noãn tô mỉm cười, khích lệ nói, Ừ, chúc em muốn gì được nấy. Ừm. Chanh Chanh do dự, thật ra em muốn cùng anh ấy đi đến buổi tiệc năm mới của Đại học A, nhưng mà không biết khi đó em có thể mua được vé không. Một noãn tô nhíu mày, mua vé. Đúng vậy. Vé tiệc tối đó rất ít, có một số người sẽ đăng chúng lên mạng bán, em nghĩ khi ấy em sẽ mua hai vé. Chanh Chanh mới vào năm nhất, ngược lại đối với mấy chuyện này biết không ít. Một noãn tô nuốt xuống cái bánh bao cuối cùng uống một ly sữa đậu nành, bây giờ vé vẫn còn chưa bán, cuối năm em nhớ nhắn tin cho chị, chị cho em hai vé. Thật sao? Chanh chanh hưng phấn không thôi, đôi mắt trong veo sáng ngời, hoa hoa hoa. Yêu chị tốt quá. Em yêu chị quá đi. Cảm ơn cảm ơn. Không cần cảm ơn. Một noãn tô mỉm cười, ra hiệu, chị đi trước, chúc em thành công. Lúc một noãn tô về đến nhà, dì giúp việc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa trên bàn bếp bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bào ngư vi cá hải sâm bong bóng cá còi sò điệp nấm bào ngư dì ơi đây là đang muốn nấu phật nhảy tường sao Một noãn tô chớp chớp mắt hôm nay là ngày mấy ạ à? phật nhảy tường món ăn của người hoa bàn tay của dì giúp việc đang rửa sạch các nguyên liệu chợt dừng lại quay đầu nhìn thấy cô trong mắt hiện lên một tia hoang mang phu nhân không biết sao hôm nay là sinh nhật của tiên sinh. Một noãn tô đang mở cửa tủ lạnh, vẻ mặt đóng băng bởi khí lạnh bên trong. Cô ngây ngốc đóng cửa tủ lạnh lại, hôm nay là sinh nhật của Hoắc Chi Châu. Cô hoàn toàn không nhớ. Trước và sau khi kết hôn, cô chưa từng chủ động tìm hiểu những chuyện liên quan đến Hoắc Chi Châu. Về ngày sinh nhật, cô cũng chỉ lướt nhìn thoáng qua khi đi lãnh giấy. Ngày đó lực chú ý đều tập trung vào chuyện anh hơn mình 7 tuổi, về phần ngày tháng năm sinh cô căn bản không chú ý. Hoắc Chi Châu chưa từng đề cập qua. Ngay cả đêm hôm qua và sáng hôm nay, anh một chữ cũng không nói. Một noãn tôi suy nghĩ một lúc, dì ơi, cháu đi ra ngoài có chút chuyện, buổi tối sẽ trở về. Vào ngày sinh nhật của mình, Hoắc Chi Châu còn tặng cho mình một xe sau môi. Có qua thì có lại, nói như thế nào cô cũng phải tặng quà cho Hoắc Chi Châu. Vội vàng quay về phòng thay một bộ quần áo mới rồi lại trang điểm một noãn tô lái xe ra ngoài mua quà gì nhỉ cà vạt khuy măng sét thắt lưng khăn quàng cổ đồng hồ một noãn tô một mình đi dạo trong trung tâm thương mại thật lâu vẫn không tìm được món quà thích hợp tặng cho hoắc chi châu đang dự định mua cà vạt trở về trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ánh sáng thần kỳ rời khỏi trung tâm thương mại đi đến lam quận lam quận là một quán bar ông chủ lại là bạn của vệ thanh một noãn tô đã đi theo vệ thanh đến đây mấy lần, cho nên cũng hơi quen biết với ông chủ 20 phút sau, cô cầm hai chai Roman Conti sản xuất năm 597 đi ra Mua xong quà tặng, ngày sau đó một noãn tô đi đến tiệm bánh đặt bánh kem Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua một chút Khi một noãn tô từ tiệm bánh kem đi ra, trời đã nhá nhem tối Trong khoảng thời gian này, Hoắc Chi Châu không gọi cho cô cuộc gọi nào một noãn tôi trên đường lái xe về nhà mới ý thức được chuyện này đang cảm thấy kỳ quái vì giúp việc lại gọi đến Dì yeah. à phu nhân tại sao phu nhân còn chưa trở về tiên sinh đã đợi phu nhân lâu lắm rồi trong dáng vẻ hoắc chi châu ngồi một mình đợi người khác bà ấy nhìn thấy có chút không đành lòng cháu sắp về đến nhà rồi một noãn tôi nhìn đồng hồ rồi tăng ga vâng tiên sinh bảo tôi về trước tôi xin phép đi đây vì giúp việc an tâm. Xem như bà ấy nhiều chuyện đi, bà ấy đã đi theo Hoắc Chi Châu mấy năm, biết rõ anh vẫn luôn sống một mình, vất vả lắm cuối cùng mới kết hôn, bà ấy hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Ngay cả khi dùng tốc độ nhanh nhất, Mục Noãn Tô trở về nhà cũng đã 7 giờ. Hoắc Chi Châu đã sớm nghe thấy âm thanh Mục Noãn Tô trở về, nhưng anh vẫn luôn ngồi thẳng trên ghế, không có động tác dư thừa nào, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bàn ăn trước mặt anh bữa tối phong phú đã hơi nguội lạnh. Mãi đến khi một tiếng cạch vang lên, đèn phòng khách được bật lên, ánh sáng lập tức chiếu vào khuôn mặt anh. Đôi mắt đã thích ứng với bóng đêm vô thức chớp chớp. Một noãn tô đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt đồ vật trong tay lên bàn. Một hộp bánh đóng gói đẹp mặt lập tức xuất hiện trước mắt Hoắc Chi Châu. Lúc này dường như Hoắc Chi Châu mới có phản ứng, quay đầu nhìn về phía một noãn tô. Một noãn tô cong môi, chủ động đưa tay ôm lấy Hoắc Chi Châu vẫn còn đang ngồi trên ghế, giọng nói trong trẻo lại chân thành. Hoắc Chi Châu, sinh nhật vui vẻ. Trên người cô vẫn còn mang theo khí lạnh của đêm mùa thu, cả người Hoắc Chi Châu đều bị mùi hương trên người cô bao phủ, một chút mùi nước hoa cũng không thể che giấu đi mùi hương ngọt ngào trên người cô gái nhỏ mà chỉ mình anh ngửi thấy. Anh đưa tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm cổ hơi lạnh của cô, giọng nói khàn khàn, cảm ơn em. Em đi mua rượu và bánh kem, nên về muộn một chút không sao. Anh còn cho rằng cô căn bản không nhớ đến ngày sinh nhật của mình, cùng bạn bè đi ra ngoài chơi. Một noãn tô quay đầu, ngại ngùng nhìn thức ăn trên bàn, món ăn gì giúp việc nấu hình như nguội mất rồi, để em đi hâm lại. Ngày thường cô không đi vào phòng bếp, nhưng vẫn biết hâm nóng đồ ăn. Hoắc Chi Châu không nói gì, thoáng buông cô ra. Một noãn tô dùng dây buộc tóc buộc lại mái tóc dài của mình, quay người đi vào phòng bếp. Vừa hâm nóng một vài món ăn, Hoắc Chi Châu đã bưng hai ly rượu đỏ tiến vào. Anh đưa một ly cho một noãn tô, một tay lắc ly rượu của mình, hơi nhướng mày, thấp giọng nói, quà của em là rượu đỏ sao? Một noãn tô uống một ngụm, thừa nhận, em mua nó từ một người bạn. Hoắc Chi Châu cong môi, từng bước từng bước đến gần một noãn tô, trực tiếp ép cô lui về phía bàn bếp. Vậy em có biết anh muốn món quà gì không? Anh hơi cúi đầu, đối mắt với đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô gái nhỏ. Giờ phút này, một tia thấp thỏm hiện lên trong đôi mắt trong veo sáng ngời kia, một noãn tô chống tay lên bàn bếp, ngước nhìn đôi mắt thâm thúy của Hoắc Chi Châu, nhẹ lắc đầu. Tiếng cười khẽ của anh không thể nghe thấy được, anh đặt ly rượu sang một bên, từng chút từng chút cuối người đến gần cô vợ nhỏ của mình. Hơi thở mát lạnh dễ ngửi của người đàn ông càng ngày càng đến gần mình, một noãn tô bất giác mím môi dưới. Ánh mắt Hoắc Chi Châu cũng rơi vào trên môi cô, giống như một con sói trong bóng đêm tĩnh mịch chờ cơ hội hành động. Dường như nhìn ra được sự khẩn trương của cô, anh đưa tay đỡ lấy óc cô, thì thầm, anh nói cho em biết nhé, món quà mà anh muốn. Vừa dứt lời, anh lập tức cúi đầu xuống, hồn lên đôi môi anh đã thèm khát từ lâu. Lúc ban đầu nhẹ nhàng liếm láp càng về sau răng môi kịch liệt cuốn quyết, tiếng nước xấu hổ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên trong căn phòng bếp nhỏ này. Cánh tay một noãn tô không tự chủ mà ôm lấy cổ anh, cả người khẽ run. Một giây sau, Cô đột nhiên cảm thấy có chất lỏng mát lạnh chảy từ xương quai xanh của mình, chảy xuống ngực. Cô chỉ mặc một chiếc váy đen hai dây ở nhà, giờ phút này đã ướt đẫm một mảng dính lên người. Một nỗi sợ hãi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Hoắc Chi Châu đã hôn dọc theo hướng rượu chảy. Trong phòng bếp, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của người phụ nữ ôm chặt lấy cổ của Hoắc Chi Châu, dây áo trượt khỏi vai, thân thể bị lấp đầy, đôi môi bị chặn lại không thể phát ra âm thanh chỉ có những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ răng môi giao nhau, mái tóc dài được buộc lên rơi lỏa xỏa, lười biến rũ trên vai, lộn xộn nhưng gợi cảm. Thân thể và linh hồn của một noãn tô đều rung lên, khi anh lấp đầy hết lần này đến lần khác, cô nghe thấy anh ở bên tai mình thấp giọng nỉ non, anh muốn em, chỉ muốn em. Tác giả có lời muốn nói, suyệt. Editor, mọi người tự tưởng tượng ra đi hén, chứ tôi trong sáng hỏng biết gì đâu. Chương 26 không thể để cho ai biết mối quan hệ này. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai chân một noãn tô không tự chủ được run rẩy, cô vô lực dựa vào người của Hoắc Chi Châu nhỏ giọng thở hổn hển. Những món ăn vừa hâm lại lúc nãy bị bỏ quên ở một bên, nhiệt độ cũng dần lạnh xuống. Hoắc Chi Châu vẫn còn chưa tận hứng, chờ cô bình ổn lại, hai tay đang vào nhau, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ tiếp tục Dường như anh thực sự đã xem cô là món quà mà thưởng thức, trận này kéo dài thật lâu, mãi đến khi một noãn tô đói bụng không chịu được, Hoắc Chi Châu khó khăn lắm mới buông tha cho cô. Hoắc Chi Châu em phát hiện anh càng ngày càng cầm thú. Lúc một noãn tô quay trở lại phòng ăn, nhìn Hoắc Chi Châu bận trước bận sau lên tiếng phàn nàn. Vừa rồi cô mệt mỏi không còn sức lực, ngay cả việc tắm rửa và đi xuống đều do Hoắc Chi Châu bế. Lúc này cô mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình ngồi trên ghế, kiểu váy áo sơ mi, hai nút áo trước ngực mở ra, làn da tuyết trắng với những vết đốn đỏ lộ ra ngoài. Trên vẻ mặt trắng trong thuần khiết tỏ vẻ căm giận bất bình, có mười phần ý tứ lên án. Trên tay Hoắc Chi Châu đang cầm miếng bánh kem vừa mới cắt, thản nhiên liếc nhìn những dấu hôn vừa rồi do bản thân mình mất kiểm soát in trên người cô, ánh mắt phút chốc có hơi tối sầm. Anh cúi đầu, thân mật dùng chóp mũi cọ vào cô, nghe em nói như vậy, anh rất muốn cầm thú một lần nữa. Không được. Một noãn tô đột nhiên mở to đôi mắt, em từ chối. Hoắc Chi Châu bị vẻ mặt sợ hãi của cô làm cho hài lòng, còng khóe môi, lấy một miếng bánh đặt trước mặt cô. Một noãn tô cẩn thận múc một lớp kem trên bánh ngọt, đưa lên miệng Hoắc Chi Châu, a. À. Hoắc Chi Châu cười nhẹ, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy phần kem trên nĩa vào trong miệng. Anh không thích đồ ngọt, đặc biệt là loại bánh kem béo ngậy ngọt liệm này, nhưng đây là do cô đưa đến, tư vị mềm mại nuốt vào trong bụng ngược lại không cảm thấy ngán. Cứ như vậy vài lần, miếng bánh kem trước mặt một noãn tô không còn lớp kem nào nữa. Trong nội tâm Hoắc Chi Châu mừng thầm, lớp kem trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống, chợt nghe thấy cô nhóc xấu xa trước mặt nhỏ giọng lầm bầm, cái này có lẽ chắc không mập đâu. Lập tức bật cười. Anh còn cho rằng đây là tính thú giữa vợ chồng, hóa ra anh là người xử lý thức ăn à. Tô tô. Anh đột nhiên thấp giọng lên tiếng. Mục noãn tô múc một miếng bánh bỏ vào miệng, dương mắt nhìn anh, giọng nói mơ hồ, dạ. Anh không thích kem tươi đâu. Hoắc Chi Châu nhìn chầm chầm vào vụn bánh ngọt còn lưu lại trên môi cô. Mục noãn tô chớp mắt, ồ một tiếng. Vừa rồi cô dường như cho anh ăn không ít. Trong lúc suy nghĩ, cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Chi Châu, lần sau em có thể bôi bánh ngọt lên người của mình anh sẽ. Trong đầu mục noãn tô hiện ra một cảnh tượng không mấy hài hòa, dâm mỹ lại dâm dục, một màn nấu cháo, mặt thoáng chốc đỏ như trái cà chua. Ăn bánh ngọt của anh đi. Cô thẹn quá hóa giận, cầm lấy cái đĩa nhỏ trước mặt úp vào mặt anh. Hoắc chi châu trở tay không kịp, lớp kem tươi đã dính đầy mặt anh. Bẹp một tiếng, bánh ngọt cùng kem tươi từ trên mặt chảy xuống, rơi vào quần áo của anh. Trên tóc, trên mặt, trên quần áo của anh đều dính lốn đốn trắng, trông rất buồn cười. Bầu không khí nháy mặt trở nên im lặng, sau đó chính là một trận cười to của một noãn tô. Ha ha ha! Một noãn tô bị bộ dạng khôi hài chật vật này của anh chọc cho ôm bụng cười không ngớt, hoàn toàn không chú ý sắc mặt của Hoắc Chi Châu càng ngày càng đen. Lá gan của em càng ngày càng lớn nhỉ? Hoắc Chi Châu đưa đầu lưỡi ra liếm sạch lớp kem dính trên môi, âm trầm nhìn cô. Ai bảo anh nói lung lung a? À? Lời còn chưa nói hết, Hoắc Chi Châu đột nhiên nghiêng thân đến, hai tay ôm lấy đầu cô, hôn lên cánh môi đỏ tươi của cô. À! Buông ra đi! Nội tâm một noãn tô tan vỡ, toàn bộ lớp kem trên mặt anh đều dính lên mặt mình. Không buông! Đầu lưỡi của Hoắc Chi Châu tiến vào, công thành đoạt đất. Trong miệng hai người tràn ngập hương vị ngọt ngào béo ngậy của bánh kem. Dần dần anh không còn hài lòng với điều này nữa, nụ hôn từ bờ môi lướt qua cầm lại đi xuống, bàn tay luồn vào vạt áo váy ngủ rộng thùng thình của một noãn tô, treo chọc qua lại. Ôi, đừng. Đáng ghét. Toàn là kem. Giọng nói của một noãn tô cũng run run, hưng phấn lại sợ hãi. Hoắc Chi Châu không ngừng chuyển động, giọng nói khang khang, anh sẽ làm cho em sạch sẽ. Em mệt quá. Một noãn tô vô lực ôm lấy đầu của anh, nhỏ giọng phàn nàn. Hoắc Chi Châu cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô, kiên nhẫn dỗ dành cô, ngoan, một lần nữa. Khác với sự cuồng nhiệt trong phòng ăn, Tại một căn hộ khác ở thành Nam, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi im lặng đối diện nhau. Chanh Chanh, muộn rồi. Em đến tìm anh rốt cuộc có chuyện gì? Hề Thành Nam nhíu mày, nhìn cô gái đối diện. Chanh Chanh mở to mắt, không cam lòng hỏi, nếu em không có chuyện gì, anh căn bản không muốn để em vào nhà phải không? Hề Thành Nam im lặng nửa ngày, thấp giọng nói, trễ rồi. Một đứa con gái như em không nên một mình đến nhà đàn ông trong mắt chanh chanh hiện lên một tia mất mát, giọng cũng trầm xuống, anh sẽ không làm gì em, không sao cả. Hề thành nam xoa mi tâm, thực sự là quá trễ, anh tiễn em về nhà. Có chuyện gì ngày mai hẳn nói? Chanh chanh là em gái của người bạn tốt của anh ta, buổi tối hôm nay đột nhiên chạy đến đây nói có chuyện muốn tìm anh ta, nhưng sau khi đi vào lại không nói lời nào. Mắt thấy hề thành nam muốn đứng dậy đưa mình về nhà, chanh chanh vội vàng hô to một tiếng, là chuyện có liên quan đến chị ấy anh cũng không muốn nghe sao động tác cầm áo khoác của hề thành nam lập tức dừng lại quay đầu kinh ngạc nhìn chanh chanh cái gì trong nội tâm chanh chanh tràn đầy chua xót nhìn đi chỉ cần vừa nhắc đến đầu yểu anh ta cứ như một con người khác sự tỉnh táo tự kiếm chế thông dong trước mặt người khác hoàn toàn biến mất thất hồn lạc phách như một kẻ thất tình hề thành nam buông áo khoác xuống vội vàng hỏi cô ấy làm sao không sao cả chẳng qua là đi mướn phòng mà thôi chanh chanh dời ánh mắt sang một bên giả vờ như không quan tâm mướn phòng hề thành nam nắm chặt tay thành đấm cờ bắp trên cánh tay vô thức căng ra hàm răng gần như nghiến chặt để kiềm chế xúc động muốn đánh người cô ấy có bạn trai mướn phòng là chuyện bình thường hề thành nam khó khăn phun ra những từ đức quản từ trong kẻ răng nói năng lộn xộn trái tim như bị ném vào máy xây thịt, vỡ thành từng mảnh vụn. Anh ta đã sớm biết cô có bạn trai, nhưng không dám nghĩ quá sâu, cũng không muốn nghĩ. Nào có thể ngờ được chanh chanh lại ném ra hai chữ này, mang sự thật máu chảy đầm đìa mở ra trước mắt anh ta. Chanh chanh nhìn người đàn ông với vẻ mặt chán nản đang ngồi trên ghế sofa, tàn nhẫn nói tiếp: anh có biết chị ấy mướn phòng với ai không? Hề thành nam im lặng không lên tiếng. Anh ta không biết, cũng không muốn biết còn ngại mình chưa đủ đau sao? Là hoắc chi châu. Chanh chanh bất chấp nói. Thân thể hề thành nam bỗng nhiên cứng đờ. Cái tên này anh ta không xa lạ gì, vài ngày trước anh ta vừa mới điều tra tư liệu của hoắc chi châu. Anh ta ngẩng đầu, không dám tin nói, giám đốc của truyền thông hòa hút, hoắc chi châu. Chanh chanh nhẹ gật đầu. Nếu như anh ta nhớ không lầm, trước đó vị tổng giám đốc này từng đăng lên Weibo công bố mình đã kết hôn. Hắc Chi Châu đã kết hôn, mà đầu yếu vẫn cùng anh ta đi mướn phòng. Bọn họ căn bản chính là có mối quan hệ không thể để cho người khác biết. Tiểu tiên nữ của anh không tốt như anh nghĩ đâu, anh tỉnh lại đi. Chị ấy. Đủ rồi. Hề Thành Nam cắt ngang lời nói của Chanh Chanh, đứng dậy đuổi người, "Đừng nói nữa, anh đưa em về nhà." Anh ta nói xong, không do dự mà đưa Chanh Chanh ra cửa. Trên đường ngồi taxi trở về, sắc mặt của hề thành nam vẫn luôn không tốt. Chanh chanh nhìn một bên mặt lạnh như băng của anh ta, mọi cảm xúc đều dâng lên. Lúc cô ấy học cấp 3, tình cờ nhìn thấy anh trai đang du học ở nước ngoài đăng tin trong vòng bạn bè, cô ấy đã yêu chàng trai cao gầy hề thành nam từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó về sau chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy lại bay đến nước anh mượn cớ thăm anh trai để tiếp cận hề thành nam. Nhưng trong 3 năm qua, anh ta bận rộn làm việc và đi học chỉ xem mình như em gái ngay cả ánh mắt dư thừa cũng keo kiệt không cho cô ấy. Cô ấy cho rằng anh ta vì chuyên tâm học hành mới không muốn nói chuyện yêu đương. Mãi đến ngày hôm đó, trong lúc vô tình cô ấy nhìn thấy anh ta ngẩn người nhìn điện thoại. Trên màn hình là tấm ảnh chụp của một cô gái. Cô gái đó mặc một chiếc váy liền thân màu vàng, đội chiếc mũ ngư dân rộng vành, ngồi trên ghế đá ven đường, nở nụ cười xinh đẹp làm sao. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, cô gái đó nheo mắt lại, làn da màu trắng sữa càng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mũ ngư dân rộng vành. Lúc ấy, trong mắt của hề thành nam mang theo sự yêu thương cùng dịu dàng khó mà che giấu được, như thể nó đã in sâu vào cô gái chụp trong tấm ảnh. Sau đó anh ta cúi đầu đặt môi mình lên phần trán của cô gái trong tấm hình đó. Chanh chanh giật mình che miệng lại, cô ấy chưa từng nhìn thấy hề thành nam như vậy. Cô ấy lén lút xây lại tấm hình đó, tìm hiểu nguồn gốc đã tra ra được tài khoan của cô gái ấy. Từ đó về sau, cô ấy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Đầu Yếu. Thời gian dần trôi, Đầu Yếu trở thành người xa lạ mà cô ấy quen thuộc nhất. Cô ấy biết Đầu Yếu thích mặc quần áo gì, biết rõ Đầu Yếu thường dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, biết rõ Đầu Yếu thích cây hay ngọt, biết rõ Đầu Yếu thích uống trà sữa vị gì. Cô ấy không biết tại sao mình lại như vậy, giống như một chú hề trong vở kịch chú ý đến người mà hề nam thích, vừa buồn cười lại đáng thương. Đến nơi rồi, em tự mình lên đi. Hề thành nam bảo tài xế dứng dưới lầu của chanh chanh, bản thân anh ta không có ý định xuống xe. Chanh chanh do dự mở cửa xe bước xuống, không cam lòng quay đầu lại hô tô, anh đừng tự lừa mình dối người nữa. Chị ấy căn bản không còn là người trong trí nhớ của anh. Hề thành nam xị mặt, bảo tài xế lái xe đi, đi đi. Khóe mắt chanh chanh đỏ hoe, nhìn về hướng chiếc xe nghẹn ngào nhỏ giọng nói, anh đừng thích chị ấy nữa được không? Cho dù anh không thích em, cũng không nên thích chị ấy được không? chị ấy không xứng đáng. Chiếc xe đã chạy đi, rẽ vào một con đường khác càng lúc càng xa cô ấy. Câu trả lời duy nhất mà cô ấy nhận được chính là bóng đêm im lặng vô tận. Một lần nữa một noãn tôi nhìn thấy hệ thành nam là ở cổng vào khu biệt thự mới. Chủ nhật, cô vừa đi spa ở hội sở xong lái xe trở về nhà. Lúc chạy đến cửa tiểu khu, đột nhiên có một bóng người từ ven đường nhảy ra chặn xe của cô. Một noãn tôi bị dọa sợ, vội vàng đạp phanh xe xe phát ra âm thanh chói tai, đột ngột dừng lại cách người đó chưa đầy 5cm. Một noãn tô chưa hoàn hồn bước xuống xe, vừa mới tiến đến trước mặt người nọ đã ngây ngẩn cả người. Trong đôi mắt hề thành nam đầy tơ máu, phần cầm trân bóng ngày thường đầy râu ria, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người toàn là nếp nhăn. Cả người trông rất tiêu tụy, khác hẳn với dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ trước đây. Anh, anh bị gì vậy? Còn chưa hiểu rõ chuyện gì, Lời nói đã theo bản năng nói ra trước một bước. Tô tô. Hệ thành nam gần như không thể thốt nên lời, giọng nói vô cùng khang khang. Anh ta tiến lên một bước, dùng sức nắm lấy tay một noãn tô. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Một noãn tô giật mình, ra sức giải dụa, có lẽ sức lực đàn ông quá lớn, cô giải dụa thế nào cũng không thoát ra được. Tô tô. Hệ thành nam hét lớn một tiếng. Anh ta sấn người đến không màng cô giãy dụa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô, gằn từng chữ nói, bạn trai của em là ai? Liên quan gì đến anh? Một noãn tôi dùng sức đánh vào cánh tay của anh ta, trên làn da trắng nõn của anh ta lập tức đỏ một mảng. Em đừng nói với anh, bây giờ em đang ở bên cạnh Hoắc Chi Châu nha. Vừa nghĩ đến khả năng cô vì chuyện gia đình phải nương nhờ vào một người đàn ông đã kết hôn, trong nội tâm hề thành nam vô cùng khó chịu. Mục noãn tô không lo lắng xoắn suýt tại sao hề thành nam lại biết được, chỉ cao giọng nói, đúng thì sao? Chúng tôi quang minh chính đại, tại sao không được? Anh ta đã kết hôn rồi. Hề thành nam rống lên một tiếng, chấn động khiến lỗ tai cô cũng phát đau. Trong đôi mắt chằng chịt tơ máu của anh ta tràn đầy đau lòng và khổ sở, mơ hồ còn có thủy quang lóe lên. Mục noãn tô lập tức giật mình, sững sờ nhìn đôi mắt phím hồng của anh ta. Anh ta khóc anh ta không biết mình và Hoắc Chi Châu đã kết hôn rồi sao? Cho rằng mình là tình nhân của Hoắc Chi Châu. Tôi không phải. Một noãn tô lên tiếng, chuẩn bị giải thích rõ ràng với anh ta. Đột nhiên, một tiếng phanh gấp bén nhọn vang lên ở ven đường. Hai người nghe thấy tiếng động nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe màu đen vội vàng dừng lại ở ven đường, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn mang theo khí thế hùng hổ từ trong xe bước ra. Hoắc Chi Châu mặt không biểu cảm, Đường nét trên khuôn mặt rất nhanh nứt toạc, mang theo áp lực cùng u ám làm cho người ta khó lòng bỏ qua, sải bước thật nhanh đi về phía này. Ánh mắt âm trầm sắc bén giống như dao của anh rơi vào trên tay hai người, vừa sợ vừa giận trầm giọng nói, hai người đang làm gì? Chương 27, rốt cuộc ai là chồng của em, hả? Hoắc Chi Châu híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay một noãn tô, lửa giận ngất trời ở trong lòng quay cuồng. Anh vốn rất chú ý đến hề Thành Nam, Trước mắt thấy một màn như vậy, tất cả lý trí của anh đều bay xa chỉ còn lại giận dữ. Anh một bước xông tới, trên người đầy vẻ u ám và dữ tợn, từ trong kẻ răng nặng ra mấy chữ, ai cho phép anh chạm vào cô ấy. Hề thành nam há hốc mồm đang định lên tiếng, nắm đấm của Hoắc Chi Châu đã bay đến. Thân thể của anh ta lập tức bị đánh nghiêng qua một bên, chân lão đảo lui về phía sau một bước, bàn tay cũng nới lỏng, gông cùng xiên xích trên cổ tay một noãn tô được mở ra một noãn tô sợ hãi kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn Hoắc Chi Châu đánh một cú đấm nữa vào mặt hề thành nam, thoáng chốc đỏ lên một mảng. Hoắc Chi Châu Cô vội vàng tiến lên muốn kéo Hoắc Chi Châu đang mất đi lý trí ra. Hề thành nam vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng, không ngờ đến anh tiến tới đã đánh người, lập tức cũng nổi giận. Tô tô em tránh ra. Anh ta phục một tiếng nhổ nước bọt dư thừa trong miệng ra, giờ nắm đấm lên sông tới, hai người lao vào nhau. Tô Tô không thích anh. Anh dựa vào quyền thế ép buộc cô ấy sao? Quả thực hề thành nam hận chết cái loại người này. Anh ta liên kết mối quan hệ giữa hai người cùng với việc khoảng thời gian trước hoác thị bơm tiền cho công ty nhà họ Mục, thoáng một phát đã đoán ra được khả năng này. Sự suy đoán lung tung của hề thành nam đúng lúc lại đâm vào chỗ đau của Hoắc chi châu. Cô không thích anh. Vậy thì thích ai? Anh ta muốn nói rằng cô đối với mình tình cảm chưa dứt sao? lửa giận của chi châu càng bùng cháy lên đôi mắt đỏ ngầu lực đạo trên tay càng mạnh hơn từng đấm từng đấm hướng về hề thành nam đang yếu ớt đứng ở nơi đó anh có thói quen rèn luyện thể lực có biết một chút quyền anh loại thư sinh yếu ớt như hề thành nam không phải là đối thủ của anh sau mấy cú đấm hề thành nam gần như không còn sức lực chống đỡ anh ta bị hoắt chi châu đè trên mặt đất thở hổn hển quần tây bị một cục đá trên đường cào rách một lỗ chỗ đầu gối cũng bị cọ đến rách da tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ sẽ nhập viện mất. Cuối cùng một noãn tôi chẳng quan tâm nắm đấm bay loạn, vội vàng chạy đến ôm lấy hoắc chi châu từ phía sau. Anh vung khủi tay không cẩn thận đụng trúng vào lồng ngực của cô, đau đến mức khiến cô thở gấp. Đừng đánh nữa. Một noãn tô nhịn đau sống chết ôm lấy khủi tay hoắc chi châu, anh muốn gây án mạng sao? Nút áo sơ mi của hoắc chi châu bị kéo đứt mấy nút, tiếng hít thở nặng nề, lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận. Anh quay đầu lại nhìn cô, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tỏa ra sự dữ tợn, em quan tâm hắn ta. Không phải em, á? Mục Noãn Tô còn chưa nói xong, nắm đấm của Hề Thành Nam vung đến. Hoắc Chi Châu không đề phòng, bên miệng bị trúng một đấm, cổ họng lập tức xông lên một mùi máu tươi. Đủ rồi. Mục Noãn Tô nhìn thấy hai người lại muốn đánh nhau, tiến lên hai bước đứng chắn giữa hai người, quát to một tiếng, đừng đánh nữa. Muốn để người khác chê cười sao? Cô hướng mặt về phía Hề Thành Nam, rất nhanh làm sáng tỏ mọi chuyện, anh hiểu lầm rồi. Tôi và Hoắc Chi Châu đã kết hôn. Kết, kết hôn. Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến người kết hôn với Hoắc Chi Châu chính là cô. Thế nhưng khách sạn nhà Chanh Chanh không phải khách sạn tình thú gì, chỉ là một khách sạn được đánh giá năm sao bình thường. Nếu như là vợ chồng, hoặc là người địa phương tại sao không quay trở về nhà mà lại đi mướn phòng? anh nhìn xem. Một noãn tô giơ tay trái về phía anh ta. Trên người hề thành nam đầy bụi bặm, đôi mắt mở to như hố đen nhìn vào ngón áp út của cô. Trên ngón tay trắng nõn, một chiếc nhẫn tinh xảo chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thân thể hề thành nam trao đảo mới đứng vững lại, ánh mặt trời không quá nóng, nhưng khiến anh ta đầu ván mắt hoa. Đại não dường như không thể suy nghĩ được nữa, anh ta sững sờ vài giây, rồi mới đưa ánh mắt quay lại trên khuôn mặt một noãn tô mờ mịt không biết phải làm sao. Hoắc Chi Châu nhìn bầu không khí đang dâng trào giữa hai người, sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Anh nắm lấy bàn tay trái đang giơ lên của Mục Noãn Tô, không kiên nhẫn nói, về nhà thôi. Mục Noãn Tô nhìn Hề Thành Nam, mím môi, cuối cùng lời gì cũng chưa kịp nói. Không nói một lời nào mà đi theo Hoắc Chi Châu, đi về phía xe của anh. Một giây trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn Hề Thành Nam. Mặt của anh ta bị trúng vài đấm, xanh xanh đỏ đỏ một mảng, quần áo màu trắng dính bẩn, từng vệt vết bẩn hết sức khiến người ta chú ý, cánh tay bị cọ rách da, lộ ra màu đỏ như màu máu. Giờ phút này, anh ta vô cùng chật vật thân thể lung lay ngã xuống, gần như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Sau đó, anh ta vô lực ngồi ở bậc thềm ven đường, mặt vùi vào hai chân. Bờ vai từng chút từng chút co rút, không biết là đang cười hay đang khóc. Trong mắt một noãn tô hiện lên một tia không đành lòng. Dường như anh ta bị đánh rất đau. Lên xe. Giọng nói lạnh lùng thúc giục từ ghế lái truyền đến. Mục Noãn tô cắn môi, xoay người ngồi vào xe của Hoắc Chi Châu. Cả người Hoắc Chi Châu cũng trở nên thô bạo, hai tay nắm chặt tay lái, gần xanh nổi lên, đầu ngón tay bị ép đến trở nên trắng bệch. Vừa rồi trong mắt Mục Noãn tô hiện lên một tia không đành lòng đều bị anh nhìn thấy. Là cảm thấy anh ra tay quá nặng nhưng anh chỉ hận vừa rồi bản thân mình không đánh thêm vài cái nữa. Mình so với hệ thành nam lớn hơn vài tuổi, vốn không nên so đó với cậu nhóc lông còn chưa mọc đủ mới ra trường này. Nhưng khi anh nhìn thấy bóng lưng của hai người đứng bên đường dàn co, đầu óc của anh lập tức ù, giống như bị người khác dùng rìu chém từng nhát, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Về đến nhà, một noãn tô dường như bị hoắc chi châu túng lấy lưng quần kéo vào phòng. Di giúp việc nhìn thấy bóng dáng hai người đi lên lầu, không dám lên tiếng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hoắc Chi Châu, anh nhẹ một chút đi. Một noãn tô bị anh ném lên giường, ngồi dậy xoa cánh tay của mình. Vừa rồi anh một mực nắm chặt cổ tay của cô, khiến cổ tay cô đỏ lên một vòng. Hoắc Chi Châu cười lạnh một tiếng, đi đến cửa sổ sát đất, bực bội muốn hút thuốc. Quanh thân cũng tràn ngập áp suất lạnh như băng khiến cho người khác khó có thể bỏ qua, lại còn hung ác nham hiểm. Anh, anh không sao chứ? Một noãn tô đứng dậy, tiến về phía trước hai bước, đôi mắt đen trắng rõ ràng quan sát khóe miệng bị thương của anh. Trải qua trận đánh nhau vừa rồi, tuy nhìn qua anh so với hệ thành nam tốt hơn nhiều, nhưng áo sơ mi đã nhăn nhúng, tay áo và phần ngực cũng loang lỗ màu xám vô cùng bẩn. Khóe môi đỏ lên một mảnh, dường như còn xuất hiện chút máu, nhìn qua có hơi sưng. Nghe thấy lời này của cô, ánh mắt u ám của Hoắc Chi Châu từ ngoài cửa sổ rơi vào trên mặt một noãn tô. Đôi mắt của cô rất sạch, trong sáng đến mức anh liếc nhìn thôi cũng có thể biết cô đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, khu mặt nhỏ nhắn tin xảo hiện lên vẻ quan tâm, là vì anh sao? Em đang quan tâm anh sao? Hoắc Chi Châu nhìn cô, thấp giọng nói. Một noãn tô khẽ giật mình, cô hé miệng muốn lên tiếng, ánh mắt Hoắc Chi Châu đột nhiên trở nên hung ác. Có phải em muốn trở lại đó xem hắn ta thế nào không? Vết thương của hắn ta so với anh nặng hơn nhiều, em đau lòng, hả? cuối cùng anh cũng không thể khống chế được con giả thú trong lòng, xoay người ép hỏi một noãn tô. Một noãn tô bị vẻ mặt u ám của anh dọa sợ, hoảng sợ lắc đầu, lui về phía sau. Hoắc Chi Châu bước nhanh tiến tới gần cô, lòng ghen tị như sâu bọ trong tận xương tủy chạy khắp nơi trong thân thể anh, gặm nút máu thịt của anh đến mức thối rửa. Tất cả dây thần kinh căng chặt, sắp khiến anh phát điên. Anh dốc sức liều mạng thuyết phục chính mình hề thành nam đã là quá khứ, nhưng nếu như mình không sử dụng thủ đoạn thì sao? bọn họ không phải sẽ ở bên nhau mãi mãi sao giống như những đôi tình nhân bình thường thậm chí sau khi tốt nghiệp sẽ xem xét đến chuyện kết hôn sinh con anh luôn luôn thận trong tự kiềm chế bất luận một chuyện gì cũng có thể phân tích thấu đáo sau đó là bày mưu tính kế nắm giữ toàn cục những ý niệm này vốn không nên xuất hiện trong lòng mình nhưng khi anh tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hai người đứng cùng một chỗ rất dễ bị mất khống chế đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất anh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đôi mắt của Hề Thành Nam. Anh ta rất yêu một noãn tô. Yêu đến mức cho rằng cô làm tình nhân của mình, đã phụ tình còn đối với cô nhớ mãi không quên. Nói đi. Có phải em đau lòng cho hắn ta đúng không? Hoắc Chi Châu ép cô đến mép giường, không thể lui được nữa. Em không có. Một noãn tô lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hôm nay Hoắc Chi Châu vượt xa dự liệu của cô, trước kia tuy cũng có lúc vài lần âm trầm, nhưng hôm nay anh lại đồng thủ đánh người, có lẽ anh đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của chính mình. Một người chồng lạ lẫm như vậy, khiến cô bất giác có chút sợ hãi. Không có. Hoắc Chi Châu giơ tay phải lên, bóp nhẹ cầm cô. Tay của anh vừa quẹt xuống nền xi măng bên ngoài, mu bàn tay đã rách da, trong vết màu xám đó mờ hồ hiện lên vết máu. Khi anh nâng cầm lên một noãn tô theo bản năng quay mặt đi, lập tức bị anh vặn lại. Hoắc Chi Châu thần sắc phức tạp, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận không thể ngăn nổi, sợ anh sao? Anh còn chưa đánh chết hắn ta em sợ cái gì? Tay chân của hắn ta còn chưa bị gãy mà. Một noãn tô cầm lòng không đặng thoáng run rẩy một phát, bị lời nói của anh dọa sợ. Anh ta, chẳng qua anh ta chỉ đang hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Hề thành nam cho rằng quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, nói cho cùng cũng vì quan tâm cô. Nếu là chuyện hiểu lầm, giải thích rõ ràng là ổn rồi. Về sau anh ta biết mình đã kết hôn, sẽ không đến tìm mình nữa. Cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Hoắc Chi Châu nhìn bộ dạng khẩn trương muốn giải thích của cô vợ nhỏ, trái tim như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, sẽ nát cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt truyền đến. Lòng ngực của anh phập phồng kịch liệt, cần hít một hơi thật sâu mới có thể giảm bớt cảm giác khó thở này. Đau, mẹ kiếp rất đau xương cốt toàn thân như bị ai cầm cây cưa cưa từng chút từng chút một, cưa cho nứt ra. Máu toàn thân muốn sôi trào, thiêu đốt anh. Anh không thể kiềm chế được nữa, trong mắt lửa giận bừng bừng, chế trụ cái ót của một noãn tô cúi đầu hôn xuống. hắc Chi Châu nắm lấy cầm cô, cường thế giam cầm thân thể một noãn tô, ép cô đón lấy nụ hôn của mình. Anh nặng nề liếm láp dày vào môi cô, khiến môi cô càng trở nên đỏ tươi trơn bóng. Một noãn tô ngửa đầu, chân đụng phải mép giường, lão đảo một phát đứng không vững ngã về phía sau. Hoắc Chi Châu Thuận theo tư thế này cùng cô ngã xuống giường, anh cắn vành tay trắng nõn trơn bóng của cô, giọng nói khàn khàn, em có thể đau lòng vì anh không? Rốt cuộc ai mới là chồng của em, hả? Một noãn tô hừ một tiếng hít vào một hơi, có chút quất ức, em hỏi anh mới đúng. Cô giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng rướng máu của anh, anh đứng lên đi, em đi xuống lầu lấy hộp thuốc lên đây. Cô đẩy thân thể cứng rắn của Hoắc Chi Châu ra, không động đậy. Có đau không? Cô quan sát khóe miệng anh, nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt của Hoắc Chi Châu tối sầm, bên trong sóng to gió lớn không ngừng quay cuồng. Anh quét mắt qua lại nhìn người nằm dưới thân, rốt cuộc không nhịn được nữa lại hôn tiếp. Tác giả có lời muốn nói, đầu trọc, vì sao lại muốn tôi viết văn hôn nhân, không thể để cho nam chính lái xe hay bị kìm nén mà chết. Chương 28, chủ động chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngón tay một noãn tô nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Hoắc Chi Châu, trong lòng rung động. Cô mơ hồ ý thức được trong lòng anh không chắc chắn điều gì. Cô có thể cảm nhận được, ngoại trừ tức giận và ghen tuông, sâu trong nội tâm của anh vẫn có cảm giác không an toàn. Anh là Hoắc Chi Châu, thiên chi kiều tử, còn trẻ tuổi đã thành công, tại sao lại có cảm giác không an toàn? Mục Noãn Tô lập tức có chút chua xót, hơi ngẩng đầu lên. Hoắc Chi Châu đột nhiên sững người, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, đoạt lại quyền chủ động. Sau chuyện này, một khoảng thời gian dài Mục Noãn Tô không gặp lại hề Thành Nam. Chỉ có một ngày nọ cô nhận được một tin nhắn của anh ta, hỏi Hoắc Chi Châu có đối xử tốt với cô không. Mục Noãn Tô vẫn không trả lời tin nhắn. Thật lâu sau, anh ta lại nhắn đến một tin nữa giọng điệu khẩn cầu, anh chỉ muốn biết chuyện này, em nói cho anh biết đi. Sau một khoảng thời gian dài cô nhắn lại một chữ tốt. Hề thành nam im lặng thật lâu, mới nhắn đến một câu, vậy là tốt rồi. Từ đó về sau hai người không còn xuất hiện cùng một chỗ nữa. Nhưng Hoắc Chi Châu càng quan tâm đến hành tung của cô hơn. Thậm chí anh còn yêu cầu cô chuyển về nhà. Tất nhiên một noãn tô đã từ chối yêu cầu của anh không chỉ nói đến chuyện cô còn phải tập dược cho buổi diễn sắp tới, cho dù không có cô cũng không muốn mỗi ngày trở về nhà ngày hôm sau lại phải đến trường, lãng phí thời gian ngủ của cô. Nữ chính mạnh nhứ của kịch bản này còn có một bộ phim phải quay ngoài giờ học, thường xuyên vắng mặt trong những buổi tập dược. Kết quả tiến độ chạy kịch bản của bọn họ trở nên rất chậm chạp, cũng không đạt yêu cầu. Có đôi khi mạnh như đáp chuyến bay buổi tối trở về trường học, buổi tối mọi người không thể đi ngủ mà phải cùng cô ta đến phòng luyện tập tập dược. Thời gian dần qua, có rất nhiều người đối với chuyện này phê bình kín đáo, ồn ào phàn nàn. Thế nhưng không còn cách nào khác, cô ta là nhân vật chính chủ chốt của toàn bộ kịch bản, tất cả mọi người tập dược đều phải nhân nhượng với thời gian của cô ta. Thời gian tập dược từng ngày từng ngày trôi qua, đầu tháng 12 hội học sinh của trường bắt đầu phát vé cho buổi tiệc tối năm mới. Một noãn tô với tư cách là người diễn xuất, theo thường lệ lấy được một vài vé. Cô vào Weibo, tìm thấy khung chat mà chanh chanh đã từng nhắn tin với cô, hỏi địa chỉ của cô ấy. Tốc độ của chanh chanh rất nhanh, đã sớm gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của mình đến đây, còn luôn miệng nói cảm ơn. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, một noãn tô lấy hai tờ vé bỏ vào phong thư gửi cho chanh chanh, đồng thời cũng gửi cô ấy mã số bưu kiện. Phút cuối cùng, suy nghĩ lại viết thêm một câu chúc cô ấy như ý nguyện theo đuổi được rớt còn nói lời động viên cô ấy. Chanh chanh lập tức nhắn đến một loạt câu cảm ơn cùng ai con vẽ mặt đáng yêu. Mục noãn tôi nhìn thấy tin nhắn trả lời, cong môi, rồi tắt điện thoại để qua một bên. Tô tô cậu cười cái gì vậy? Viu viu ngáp một cái, dưới mắt có quần thâm nhàn nhạt, tớ sắp phiền chết với chuyện tập dược này rồi, cậu còn cười được à? Ngày hôm qua vì để phù hợp với thời gian của mạnh nhứ, bọn họ phải tập dược đến khuya, mọi người gần như không ngủ ngon. Gần đây tớ có quen biết được một cô nhóc, rất đáng yêu. Một noãn tô mỉm cười cô rất ít khi thấy một cô gái nào dũng cảm với tình yêu như vậy. Đáng yêu thế nào, nói nghe một chút đi. Vưu vưu hiếu kỳ nói. Một noãn tô thoáng dừng một chút, trong đầu hiện lên khuôn mặt trẻ con tràn ngập cô la giang của chanh chanh. Cô nhau mắt lại suy nghĩ, tớ cũng không biết nói như thế nào nữa. Chính là cái kiểu tâm tình thiếu nữ yêu thích một người, cảm giác rất đáng trân trọng. Thỉnh thoảng chanh chanh sẽ nhắn tin với cô, nói người mình thích có bao nhiêu ưu tú thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn ngây thơ, khi thích một ai đó, thiếu nữ đáng yêu thậm chí bất chấp tất cả thổi phòng người nọ. Vưu vưu cái hiểu cái không hiểu gật đầu, chẳng lẽ cậu với bạn trai của cậu không như vậy sao? Tô tô đeo chiếc nhẫn vô danh kia trên ngón áp út, điều này hiển nhiên là xác định rồi, nói không chừng vừa tốt nghiệp đã tính đến chuyện kết hôn. Nghĩ đến hoắc chi châu, một noãn tô khẽ giật mình, nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình. Cô không biết mình đối với Hoắc Chi Châu là cảm giác gì. Cô không phải là một đứa đầu đất, anh rất thích mình, đối xử tốt với mình, điều này mình biết rõ. Thế nhưng cô không biết sự yêu thích này sẽ duy trì được bao lâu, sâu trong nội tâm cũng không muốn suy nghĩ quá sâu xa. Thích chẳng qua chỉ là nhất thời, sẽ không lâu dài. Này, đúng rồi. Cậu có phát hiện không gần đây mạnh như rất chịu khó luyện tập. Vưu vưu lên tiếng đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của một noãn tô. Phát hiện nha. Có thể là do khoảng cách giữa buổi biểu diễn và buổi tiệc tối càng ngày càng gần, cho nên gần đây Mạnh Như rất tích cực. Hơn nữa còn rất nghiêm túc. Lần đó Thiên Hữu không phối hợp tốt với cô ta, cô ta tức giận đến mất bình tĩnh. Vưu Vưu nói tiếp, hiện giờ tớ cũng có hơi sợ cô ta đó. Cô ấy diễn vai nha hoàng hồi môn của Mạnh Như, lời thoại giữa hai người không ít. Gần đây Mạnh Như thần kinh căng thẳng, khiến cho cô ấy cũng cảm thấy khẩn trương. Mục noãn tô như có điều suy nghĩ ừ một tiếng. Vưu vưu thần thần bí bí tiếng lại, thì thầm bên tai cô, cậu có biết tại sao không? Mục noãn tô lắc đầu. Vưu vưu nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, nghe nói buổi tiệc tối có một nhân vật lớn từ công ty giải trí muốn đến đây, mạnh như muốn nắm bắt cơ hội này biểu hiện thật tốt. Nhân vật lớn. Mục noãn tô nghi ngờ nói, đại học A còn có cựu học sinh trong công ty giải trí, nhưng trước đó không nghe nói qua. Vưu vưu ừ một tiếng tớ cũng chỉ nghe bạn cùng phòng của Mạnh Như nhắc thoáng qua chuyện này thôi, không biết rõ cụ thể là ai. Hóa ra là như vậy. Trước mắt Mạnh Như đang trong giai đoạn đơn đã độc đấu, mục tiêu của cô ta đặt trong ngành giải trí, nếu như có cơ hội biểu hiện nhất định cô ta sẽ không buông tha. Một noãn tô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Càng gần đến buổi tiệc mừng năm mới, tập luyện kịch bản cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tập dược cuối cùng. Vì để có kết quả tốt nhất, những buổi tập dược tiếp theo tất cả thành viên đều được chuyên viên trang điểm hóa trang, thường phải đợi rất lâu mới đến phiên mình. Đến giai đoạn cuối cùng, tất cả mọi người không muốn thất bại trong gan tất, cố gắng diễn tốt nhất, gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình vào việc tập luyện kịch bản. Vì thế một noãn tô đã không về nhà trong hai tuần, cuối tuần cũng phải ở lại trường học phối hợp tập luyện kịch bản với mọi người. Tối hôm đó, mọi người kết thúc một buổi tập luyện như thường lệ. Vưu Vưu và một noãn tô đang thay quần áo trong phòng thay đồ, chuẩn bị trở về ký túc xá. Tô Tô, hôm nay là đêm Giáng sinh, hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, cậu có muốn đi hẹn hò với bạn trai không? Vưu Vưu vừa thay quần áo vừa lên tiếng hỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối năm, những tin tức khuyến mãi mùa Giáng sinh của những doanh nghiệp đã sớm được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, con đường lớn trong trường học cũng bày đầy sạp bán trái cây bình an. Nhiều cặp đôi trong trường học đều đi ra ngoài hẹn hò, hưởng thụ thế giới của hai người trái cây bình an. Bạn trai. Nghĩ đến Hoắc Chi Châu, nội tâm một noãn tôi lập tức trùng xuống, lắc đầu. Gần đây cô và Hoắc Chi Châu có chút giận dỗi. Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Hề Thành Nam, anh càng trở nên nghiêm khắc quản mình nhiều hơn, đã nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn cô chuyển về nhà. Nhưng cô ở trường học bận rộn như vậy, làm sao có thể đồng ý? Lại nói, anh càng muốn kiểm soát mình, chính bản thân mình càng không muốn quản thúc sau vài lần bị mình từ chối, sắc mặt Hoắc Chi Châu càng thêm khó coi, bầu không khí giữa hai người cũng có chút ngưng trệ. Hai tuần trở lại đây, cô bận rộn phối hợp diễn kịch bản, cuối tuần còn không có thời gian trở về nhà. Cô nhớ rõ, trong lúc mình và Hoắc Chi Châu nói đến chuyện này, anh ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu, mới lạnh lùng nói một câu biết rồi. Đây là cãi nhau sao? Một noãn tô cũng không biết nữa. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, cũng không biết nên xử lý như thế nào nghĩ đến đây, một noãn tô thở dài, thay xong chiếc váy len màu trắng bên ngoài khoác một cái áo choàng len màu đỏ, chỉnh lại mái tóc của mình rồi cùng vưu vưu rời khỏi phòng tập. Qua! Wow. Tuyết rơi rồi. Khi vừa đi đến hành lang, vưu vưu phát hiện ra bên ngoài đổ trận tuyết nhỏ. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, sắc trời đã nhá nhem tối, bên ngoài tòa nhà dạy học cũng tối đen như mực. Trong bóng tối, bông tuyết trắng bay lả tả, theo gió bay khắp nơi hiển nhiên bạn học xung quanh cũng phát hiện ra trận tuyết đột nhiên rơi xuống này các nữ sinh lần lượt hét lên tuyết rơi rồi tớ không có mang dù vậy thì thật tốt cùng bạn trai đi dạo dưới tuyết lãng mạn biết bao đúng vậy hôm nay là đêm giáng sinh mà đám nữ sinh bên cạnh cười toe toét tiếng cười đùa truyền đến thật kỳ lạ bình thường mọi người rất ghét trời mưa nhưng đối với tuyết lại nhẹ nhàng hơn nhiều thậm chí còn rất chờ mong trận tuyết không mong đợi này Khiến tốt năm tốt ba sinh viên đứng ở cửa tòa dạy học không muốn đạp tuyết quay trở về. Mục Noãn Tô và Vưu Vưu đều không mang dù, Vưu Vưu muốn ở lại đây đợi một lúc chờ tuyết ngừng rơi. Mục Noãn Tô từ chối lời đề nghị của Vưu Vưu, mím môi, đội chiếc mũ của áo khoác lên đầu, vội vàng đi về hướng ký túc xá. Quả thực trận tuyết này không lớn lắm, bông tuyết rơi trên áo khoác đỏ của cô rất nhanh liền biến mất, chỉ để lại chút vệt nước mờ. Khoảng cách từ tòa nhà dạy học đến ký túc xá hơi xa vì để tránh gió đêm thổi bay mũ của mình, cô không thể không dùng tay níu vành mũ lại. Gió thổi những bông tuyết khiến cho cô không thể xác định rõ phương hướng, từng cơn gió cứ thổi vào mặt và tay cô. Chỉ trong chốc lát, ngón tay của một noãn tô đỏ bừng vì lạnh, hàng lông mi dài cũng dính đầy bông tuyết, gần như không thể chịu nổi sức nặng này. Mắt thấy tòa nhà ký túc xá càng ngày càng gần, một noãn tô nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt quần áo hơn vài phần. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt của cô không thể mở lên được nữa ngay tại lúc cô chuẩn bị bước lên bậc thềm ký túc xá tình tình hai tiếng kèn chói tai đột nhiên vang lên bên tai của cô nghe như đang chào hỏi cô một noãn tô quay đầu lại bị tuyết che kín đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ven đường cô ra sức chớp chớp mắt lúc này mới nhìn thấy rõ chiếc xe đậu ở ven đường đúng là xe của hoắc chi châu bên cạnh xe còn có một người đàn ông đang đứng che dù đó là trợ lý của hoắc chi châu Trợ lý đứng bên cạnh xe vội vàng tiến lên hai bước đi đến bên cạnh cô, giơ cây dù đen to lớn trên tay che đỉnh đầu cô. Phu nhân, hắc tổng đã chờ phu nhân lâu lắm rồi. Mau lên xe thôi. Trợ lý cung kính nói. Một noãn tô giật mình, buông lỏng bàn tay gần như sắp bị đông cứng ra, gió thổi từ dưới ô lên lập tức thổi rơi mũ của cô, mái tóc dài cũng bị thổi bay tán loạn. Trong bóng đêm, chiếc xe màu đen lặng lặng đầu ở chỗ đó bông tuyết bay đầy trời rơi trên chiếc xe, mang đến một cảm giác bình yên khó tả. Hôm nay là thứ tư, trong trường học không ít người lui tới, có mấy người đã nhìn qua phía này. Một noãn tô không muốn bị chú ý, cầm lấy cái dù của trợ lý đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào. Mông còn chưa ngồi vững, cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp nồng nặc mùi rượu. Cánh tay cường tráng của người đàn ông siết chặt giam cầm cô, lực đạo lớn đến mức dường như muốn khảm cô vào trong thân thể. Một giây sau, Hoắc Chi Châu nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói bên tai cô, nếu anh không đến đây tìm em, em sẽ không thèm gặp mặt anh đúng không? Một noãn tô nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy sắc mặt Hoắc Chi Châu ửng đỏ, một đôi mắt sâu không thấy đáy, trong trắng đôi mắt chằng chịt tơ máu, đường nét trên cầm càng thêm sắc bén hơn, dường như gầy đi không ít. Em không có. Cô phủ nhận, đưa tay sờ mặt anh, anh uống say à. Mặt của anh sờ vào thật nóng, tạo nên sự đối lập rõ ràng với bàn tay lạnh như băng của cô. Tài xế rất biết thức thời đã sớm nâng vách ngăn lên, chậm rãi khởi động xe, chạy xe khỏi trường học đi về hướng khu biệt thự mới. Trên mặt Hoắc Chi Châu chợt mát lạnh, khiến anh sững sờ, Vương tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đỏ bừng vì lạnh của cô, nhíu mày nói, sao lại lạnh thế này? Không mang bao tay. Một noãn tô thấp giọng giải thích. Hồ đồ. Cánh tay dài của Hoắc Chi Châu vươn ra, kéo người nọ ngồi sát bên người mình. Trong xe mở điều hòa, nhưng vẫn không đủ ấm. Anh đặt hai tay của một noãn tô vào trong lòng bàn tay xoa xoa, hà hơi vào, chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Tại sao lại lạnh thế này? Anh tự lẩm bẩm. Không sao, một lúc nữa sẽ ổn thôi, một noãn tô còn chưa nói hết lời, tay của cô đột nhiên chạm vào một mảng da thịt ấm áp rộng lớn. Hoắc Chi Châu mở áo sơ mi của mình ra, kéo hai tay một noãn tô dán lên da thịt của anh giống như tiếp xúc với bếp lò, một noãn tôi lập tức bắt đầu cảm thấy ấm áp. Dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng khi bàn tay lạnh buốt tiến vào, Hoắc Chi Châu không khỏi phát run thấp giọng hít hà một tiếng. Nghe thấy âm thanh của anh, một noãn tôi vội vàng lấy tay của mình ra, nhưng bị anh sống chết giữ lại. Đừng nhúc nhích. Hoắc Chi Châu thấp giọng trách cứ, lạnh thành như vậy rồi mà vẫn không thành thật chút nào. Một noãn tôi chớp chớp mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh, bên trong có một chút ánh sáng lóe lên, anh không lạnh sao? Biết anh lạnh về sau thành thật một chút. Hoắc Chi Châu buông gông cùng xiềng xích trên tay cô ra, sợ mặt cô, mặt cũng lạnh đỏ lên cả rồi. Nhìn anh rõ ràng không vui cùng với dáng vẻ lo lắng trách cứ mình, một noãn tô chợt có một ý nghĩ, cảm xúc chua xót mềm mại dâng lên. Cô cúi đầu dựa vào người anh, nhẹ nhàng cò sát, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo. Vậy anh cũng che mặt cho em đi. Cô thấp giọng nỉ non ôm lấy anh. Những chuyện làm người ta phiền muộn tạm thời bị cô gạt sang một bên, hiện giờ cô chỉ muốn tận hưởng sự bình yên trong thời khắc này. Hoắc Chi Châu thở dài, càng ôm chặt người trong lòng. Tiết trời se lạnh, gió lạnh bên ngoài cửa sổ xe tàn sát bừa bãi, bông tuyết bay lấp phất. Lông mi của một noãn tô giống như bàn chải quét tới quét lui trên làn da Hoắc Chi Châu, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của cô cũng khiến trong lòng anh ngứa ngáy khó có thể chịu đựng nổi. Anh bỗng nhiên cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt trong veo mở to của một noãn tô, vừa ngây thơ vừa vô tội ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi hé mở nhẹ giọng hỏi anh, Hoắc Chi Châu có muốn hôn môi không? Editor cục vàng của Hoắc Chi Châu mà. Chương hai mươi chín, ngoan giúp anh. Ánh mắt Hoắc Chi Châu lập tức tối sầm, một tay đỡ lấy óc cô, cúi người đón nhận lời mời gọi của cô. Anh ôm hôn một noãn tô một lúc lâu, mãi đến khi hô hấp của hai người có chút không đều mới buông ra giọng nói cực kỳ trầm khàn, tay ấm chưa. Một noãn tô gật đầu, hai bàn tay luồn ra sau lưng anh, cách một lớp áo sơ mi lần nữa ôm lấy anh. Sao anh lại đến đây? Một noãn tô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh. Ánh mắt hoắc chi châu trầm xuống, cánh tay ôm cô hơi dùng sức, giọng điệu hờ hững. Anh không đến đây, thì em định khi nào về nhà? Buổi tiệc năm mới kết thúc em sẽ trở về. Một noãn tô thành thật nói. Sắc mặt của Hoắc Chi Châu đen lại, anh biết ngay mà. Ba tuần mới trở về nhà một chuyến, ngược lại cô rất bận rộn nha. Tỏ vẻ bản thân mình giống như oán phụ chạy một đoạn đường dài để đến đây gặp cô. Dây thần kinh trong đầu co rút đau đớn, Hoắc Chi Châu nhíu mày, xoa xoa thái dương. Đêm nay có một bữa tiệc, tâm tình của anh vốn không tốt, vừa lơ đãng đã uống quá nhiều. Trợ lý thấy vậy muốn đưa anh về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh lại tạm thời đổi chủ ý chuyển sang đi đến đại học A. Anh đến nơi thời gian vẫn còn sớm, trên đường thỉnh thoảng có top 3 top 5 sinh viên đi lướt qua, có rất nhiều nữ sinh cầm trong tay một cái hộp nhỏ trông khá giống nhau. Trong tay bọn họ cầm gì vậy? Hoắc Chi Châu hỏi trợ lý ngồi phía trước. Trợ lý liếc nhìn lập tức hiểu ngay, Hoắc tổng, đó là quả táo. Hôm nay là đêm Giáng sinh, sinh viên rất thích mua táo bình an về ăn, cho rằng đây là một điểm tốt đầu óc hỗn loạn của Hoắc Chi Châu lúc này mới mơ hồ nhớ đến sắp đến ngày Giáng Sinh. cả ngày làm việc khiến cho anh đã sớm không còn nhớ đến những ngày lễ này, mặc kệ là ngày lễ gì, chỉ cần nhớ ngày lễ Tình Nhân trong nước là được rồi. nghĩ đến một noãn tô mới có hai mươi tuổi, anh thấp giọng phân phó trợ lý, anh cũng đi mua một hộp đi. dừng một chút, lại bổ sung, mua cái hộp lớn nhất đẹp nhất. trợ lý đáp ứng, mở cửa bước xuống xe, đi thẳng đến sạp bán táo Bình An trong trường một noãn tô là một người thích cái đẹp. Không chỉ đối với người và đồ dùng, ngay cả hoa quả ăn bình thường cô cũng muốn chọn loại đẹp mắt nhất. Giờ phút này, cái hộp táo bình an xinh đẹp kia đang nằm lặng lẽ trong một góc xe. Ngồi trong xe một lúc, thân thể một noãn tô dần dần ấm lên. Cô cởi áo khoác ngoài ra, lúc cô đặt áo khoác sang một bên chợt phát hiện ra cái hộp nhỏ được gói tinh tế. Cô cúi người qua, có chút hăng hái cầm cái hộp lên, giờ đến trước mặt Hoác Chi Châu, anh mua hả? Hoắc Chi Châu ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy bó sát trên người cô vài giây rồi rời đi, tặng em đó. Một noãn tô công môi, chúng ta về nhà ăn nhé. Hoắc Chi Châu nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, trồng nháy mắt ngây người, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy sắc mặt anh đã tốt hơn một chút, một noãn tô muốn tụt khỏi chân anh để ngồi xuống ghế. Mới vừa hành động đã bị người nọ kéo trở về. Hoắc Chi Châu đè cô lại, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích anh đặt cầm lên vai cô, mùi hương trên người thiếu nữ lập tức tràn ngập khoang mũi anh. Phát hiện động tác của một noãn tô có chút mất tự nhiên, anh ôm người nọ càng chặt hơn, nhíu mày nói nhỏ, đau đầu quá. Một noãn tô bị anh đè lại nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể lên tiếng hỏi, anh không sao chứ? Em đừng lộn xộn sẽ không có chuyện gì. Hoắc chi châu nhàn nhạt nói. Một noãn tô sững sờ, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cho nên cô không dám động đậy, sợ anh trong xe nổi lên thú tính, đành phải ngồi cái tư thế này cùng anh trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, một noãn tô bị đồng hồ báo thức của điện thoại gọi dậy. Cô trở mình, bấm tắt đồng hồ báo thức. Buồn ngủ đến mắt mở không lên, còn muốn ngủ tiếp. Tô tô, dậy đi phải đến trường học. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cẩn thận lắng nghe còn có một tia sung sướng. Một noãn tô lăn qua lăn lại, không muốn để ý đến anh. Người này lấy cớ do hôm qua uống quá nhiều rượu, làm loạn với cô đến mấy lần, hại cô không ngủ đủ giấc. Dậy không nổi, vậy anh giúp em mặc quần áo nhé. Vừa dứt lời, một bàn tay tiến vào trong chăn. Một noãn tô đột nhiên rùng mình, ngồi bật dậy, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh. Hoắc Chi Châu cười rất vô tội, hôm qua em bảo hôm nay phải diễn tập mà, còn yêu cầu anh phải đúng giờ đưa em trở về trường. Một noãn tô cũng nhớ việc này, ông gối keo khóc một tiếng bất đắc dĩ rơi giường. Trên đường quay về trường học, cô nhận được tin nhắn của Chanh Chanh. Chanh Chanh nói cho cô biết mình đã nhận được vé, vô cùng cảm ơn. Một noãn tô thuận miệng hỏi cô ấy có mời chàng trai mình thầm mến đi cùng không? Một lúc sau Chanh Chanh nhắn đến một ai con chán nản, nói rằng anh ta không đồng ý lời mời của mình, bản thân mình vẫn đang cố gắng. Trên thực tế đúng là như vậy. Hiện giờ cô ấy đang ở trong căn hộ của Hề Thành Nam mấy ngày trước hề thành nam đã đi đến nơi khác thư giãn hôm nay mới quay trở lại nam thành chanh chanh vẫn không tìm được cơ hội hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của hề thành nam vừa khéo lại là ngày giáng sinh sáng sớm cô ấy đã mang theo bữa sáng đi đến nhà hề thành nam chanh chanh cảm ơn bữa sáng của em nhưng em hãy trở về đi anh sẽ không đi với em đến đại học a đâu hề thành nam ngồi đối diện chanh chanh sắc mặt nhợt nhạt khuôn mặt so với trước kia gầy đi không ít trên mặt Chanh Chanh hiện lên vẻ thất vọng, truy hỏi, tại sao không đi? Làm bạn bè đi chơi với em không được sao? Hề Thành Nam lắc đầu, thấp giọng nói, không được. Chanh Chanh chán nản, sau nửa ngày im lặng mới nhẹ giọng nói, cho dù có thể nhìn thấy đầu yếu, anh cũng không đi sao? Hề Thành Nam đột nhiên sững sờ. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng Chanh Chanh cười lạnh một tiếng, cô ấy đột nhiên vô cùng chán ghét bản thân mình rõ ràng không muốn hề Thành Nam và Đậu Yếu có bất kỳ quan hệ nào, nhưng cô ấy hết lần này đến lần khác muốn lợi dụng tình cảm mà Hề Thành Nam dành cho Đậu Yếu để đạt được mục đích của mình. Cô ấy biết Hề Thành Nam thích Đậu Yếu bao nhiêu, cũng biết sự hấp dẫn khi gặp được Đậu Yếu đối với anh ta lớn như thế nào. Cô ấy gần như có thể chắc chắn Hề Thành Nam sẽ đồng ý với mình. Không ngờ rằng, sau khi Hề Thành Nam sững sờ vài giây, vẫn lắc đầu từ chối. Không đi. Anh và cô ấy đã không còn có khả năng. Anh ta mặt không cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, lẩm bẩm nói, cần gì làm phiền đến cô ấy. Lần đó gặp mặt cô và Hoắc Chi Châu, Hề Thành Nam đã liên kết những chuyện này lại với nhau, đại khái đã tìm ra được đầu mối. Nếu như anh ta không đoán sai, chuyện anh ta ra nước ngoài không liên quan gì đến nhà họ Mục, hoàn toàn là ý tứ của Hoắc Chi Châu. Ngày đó vừa nhìn thấy Hoắc Chi Châu, anh ta đã nhận ra tình cảm mà Hoắc Chi Châu dành cho một noãn tô không tầm thường lúc Hoắc Chi Châu đánh mình, xuống tay rất độc ác, trong mắt hiện lên ham muốn chiếm hữu cùng hận ý đối với mình rõ ràng như vậy, tuyệt đối không phải dạng liên hôn bình thường. Nếu như không phải vì Hoắc Chi Châu, nhất định hiện giờ mình và Tô Tô đã cùng nhau học ở Đại học A rồi. Hoắc Chi Châu thích cô, hoàn toàn có thể cùng mình cạnh tranh công bằng, sao lại phải dở trò sau lưng. Sau khi thông suốt, Hề Thành Nam không thể chờ đợi thêm muốn nói chuyện này cho một noãn Tô biết. Nhưng khi cuộc gọi sắp được kết nối, anh ta lại do dự. Cho dù nói cho Tô Tô biết, chồng của cô không phải loại chính nhân quân tử gì, có lợi ích gì sao? Năm đó là anh ta lựa chọn ra nước ngoài, chia tay cũng do anh ta tìm lấy. Tô Tô kết hôn rồi, sau khi biết được chân tướng ngoại trừ tình cảm vợ chồng bất hòa, cũng không có điểm nào tốt. Ngày đó một mình anh ta suy nghĩ thật lâu, đúng là vẫn gửi tin nhắn cho một noãn tô, hỏi cô Hoắc Chi Châu có đối xử tốt với cô không? nếu như hoắc chi châu thật lòng đối xử tốt với cô anh ta sẽ yên lặng đứng ở một bên nhìn cô hạnh phúc cứ giấu chuyện này ở trong lòng nếu như không tốt anh ta sẽ cướp tô tô về tự mình chăm sóc tốt cho cô hiện giờ khi nhận được tin nhắn hệ thành nam không biết bản thân mình là vui mừng nhiều hơn hay tiếc nuối nhiều hơn vui mừng vì cô sống hạnh phúc tiếc nuối vì chính bản thân mình không còn cơ hội nữa hai loại cảm xúc mâu thuẫn này gần như khiến anh ta phát điên anh ta xin nghỉ, đi ra ngoài dạo chơi, vất vả lắm mới tìm thấy một hướng đi khác, không ngờ đến vừa trở về, chanh chanh lại nhắc đến cô. Anh thật sự không đi. Chanh chanh không dám tin, hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, chanh chanh mới từ bỏ ý định này, thất vọng rời khỏi nhà của anh ta. Nhưng không sao cả, anh ta không đi, cô ấy đi một mình. Tối ngày 31, buổi tiệc mừng năm mới của Đại học A chính thức diễn ra ở hội trường vở kịch của một noãn tô nằm ở giai đoạn nửa đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn 8 giờ sẽ kết thúc, ngày sau đó chính là kỳ nghỉ Tết Dương Lịch kéo dài 3 ngày. Đêm Giáng sinh hôm đó, cô bị hoắc chi châu dày vào nên đã đáp ứng hiệp ước không bình đẳng với anh, ba ngày Tết Tây phải ở cùng anh, không được phép ra ngoài chơi với những bạn bè khác nếu không có sự đồng ý của anh. Tô tô, thay quần áo đi, một lúc nữa còn phải trang điểm. Vưu Vương nhìn thấy một noãn tô cầm điện thoại đứng ngay người sau khán đài, lên tiếng nhắc nhở. Mục Noãn Tô ồ một tiếng, nhắn tin với Hoắc Chi Châu nói đại khái 8 giờ sẽ kết thúc. Hoắc Chi Châu trả lời lại rất nhanh. Sau khi kết thúc, ngoan ngoãn ở bên anh. Ngón tay Mục Noãn Tô dừng lại, cảm thấy câu nói ngoan ngoãn ở bên anh có chút ý vị thâm trường. Sống với anh một thời gian dài, Mục Noãn Tô đối với tính nết vô sĩ của anh đã có cảm thụ sâu sắc. Tô Tô mau đến đây. Vưu Vưu đứng một bên thúc giục. Đến đây một noãn tô che giấu tâm tư dư thừa của mình, trước tiên chuyên tâm chuẩn bị cho vở diễn. Trang phục biểu diễn của cô là một bộ váy dài màu xanh lá, thắt lưng màu xanh ngọc cúng quanh eo, làm nổi bật lên dáng người lạ lướt mảnh mai. Áo khoác là một kiện áo mỏng cùng màu, với lối trang điểm cổ trang, cả người toát lên vài phần tiên khí, hiển nhiên là một nữ tử khuê các cổ đại. Wow, đẹp quá! Vừa mới thay trang phục xong, vừa vừa đứng một bên cảm thán. Kinh phí của khoa có hạn, trang phục đều là đồ có sẵn. Một mình mạnh như đã phải thay ba, bốn bộ trang phục, cô ta chọn tất cả những bộ đồ đẹp nhất trong số đó. Một noãn tô không muốn mặc đồ thừa của mạnh như, cho nên cô đã tự mình lên mạng tìm mua một bộ. Mạnh như nhìn thấy sẽ tức chết mất. Vưu vưu biểu môi, nhỏ giọng nói. Một noãn tô vừa định lên tiếng, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng của mạnh như từ cửa hông đi vào. Cô ta mặc một thân váy gấm màu hồng nhạt, sắc mặt đầy mùa xuân, mang mười phần hương vị thiếu nữ xinh đẹp. Cô ta che ngực vội vàng tiến vào, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, hưng phấn đến độ không chú ý đến một noãn tô. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Một noãn tô nghi ngờ nhìn về hướng cô ta đi vào, từ cửa hông đi ra ngoài vừa khéo là chỗ ngồi của khách viết. Nhất định là nhân vật lớn kia đã đến. Vưu vưu hiển nhiên cũng nghĩ ra, lồi kéo cánh tay của một noãn tô đi về hướng cửa hông. Khoảng cách đến cửa càng ngày càng gần, chỗ ngồi của khách VIP cũng trở nên rõ ràng hơn. Khi nhìn thấy rõ những người đang ngồi trên hàng ghế VIP, một noãn tô chợt đứng hình. Chẳng phải cái người thần sắc lãnh đạm đang nói chuyện với người ngồi bên cạnh, chẳng phải chính là cái vị hoắc chi châu mấy phút trước vừa nhắn tin cho cô, còn yêu cầu cô ngoan ngoãn ở bên anh đấy sao? Dường như nhận ra điều gì đó, hoắc chi châu nhìn nghiêng qua, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của một noãn tô. Khuôn mặt đẹp trai vốn không có biểu cảm gì, nhếch môi nhìn một noãn tô, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Editor, Tô Tô xem chanh chanh là bạn, nhưng bạn lại chơi Tô Tô một vố hết hồn. Chương 30, muốn chồng của em kìm nén đến chết à? Trời à, Hoắc Chi Châu đến rồi. Vưu Vưu cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhỏ giọng nói, khó trách mạnh như lại vui vẻ như vậy. Nghe nói Hòa Hút sắp ký hợp đồng với một số nghệ sĩ, nếu như được Hoắc Chi Châu nhìn trúng, về sau không cần lo lắng đến vấn đề tài nguyên nữa. Một noãn tô quay đầu nhìn về phía vưu vưu, chớp chớp mắt, chỉ mình tớ nghĩ đến ý kia thôi sao? Anh ấy đã kết hôn. Vưu vưu một bên lôi kéo cô trở về, vừa nhỏ giọng nói, kết hôn cũng không sao. Trong ngành giải trí, dựa vào chính mình để đi lên rất khó, nếu phía sau có người chống lưng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu còn nhớ không? Lúc trước giáo thảo khoa văn tỏ tình với mạnh như luôn bị từ chối. Cô ta không vừa mắc loại trai nghèo này chuyện của giáo thảo khoa văn mục noãn tô có nghe đường hiểu sanh nhắc qua một lần nghe nói ngày đó giáo thảo đã nhờ rất nhiều bạn học sắp xếp một màn tỏ tình rất lãng mạn đồng thời cũng viết một lá thư văn chương bay bổng gửi cho mạnh nhứ đáng tiếc cậu ta vẫn bị từ chối từ sau khi giáo thảo khoa văn tỏ tình không thành công nam sinh trong trường không dám theo đuổi mạnh nhứ nữa trong lúc đang nói chuyện hai người đã về tới hậu trường nhìn thấy mạnh nhứ ngồi trước gương trang điểm vưu vưu lập tức im lặng một noãn tô cũng ngồi xuống cô và vưu vưu giúp nhau đội tóc giả lên đợi thợ làm tóc đến chạy tóc vai diễn đại tiểu thư của một noãn tô chỉ có hai phân cảnh một cảnh là cô bị gia đình phát hiện đang thương lượng với hậu về chuyện bỏ trốn cảnh thứ hai chính là thời điểm bị giam trong phòng biết được bỏ trốn vô vọng sau đó chọn cách tự sát phần diễn đơn giản kiểu tóc cũng không quá phức tạp chỉ cần lấy một chút tóc chia ra làm hai búi lên đầu vừa búi tóc xong bên ngoài truyền đến lời khai mạc của hai người dẫn chương trình buổi tiệc tối chính thức bắt đầu. Thợ làm tóc đẩy nhanh tốc độ, chọn một cây trâm cài tóc màu xanh lá cây trong suốt cài lên cố định búi tóc. Một kiểu tóc đơn giản nhưng lại xinh đẹp đã hoàn thành. Một noãn tô nhìn trái nhìn phải trong gương, đối với tạo hình này rất hài lòng, không thể không chụp một vài bức ảnh đăng lên Weibo. Khoảng thời gian trước cô bận luyện tập, cũng lâu rồi không đăng tin lên Weibo. Lúc này đột nhiên online, lập tức dẫn đến một lượng bình luận lớn. Ừ cuối cùng chị cũng quay trở lại rồi. Khóc, em rất nhớ chị. Ừ của mị vẫn đẹp như thế. Trời ơi! Tôi đang nhìn thấy tiên nữ sao? Bộ trang phục này quá đẹp quá thần tiên rồi. Yên! Ừ. Cho tôi ngu xuẩn hỏi một câu, trang phục bạn mặc là của thương hiệu nào vậy? Thực sự tôi rất muốn mặc cùng kiểu với yểu, nhưng tôi không mua nổi. Tối nay là đêm giao thừa, tôi sẽ trải qua cùng ai? cuối cùng cũng cập nhật Weibo. Năm mới mỗi ngày đều vui vẻ nha. Một noãn tô trả lời bình luận hỏi về thương hiệu, bộ trang phục này chỉ có duy nhất một bộ. Nếu như bạn không ngại, tôi sẽ giặt sạch nó rồi gửi cho bạn. Quần áo của cô rất nhiều, về sau cô không có ý định mặc lại bộ đồ này nữa, để trong nhà cũng bám bụi chi bằng tặng cho người khác. a à, tôi được, ủ rép này. Không ngại không ngại. Cực kỳ không ngại. Tôi kích động quá fans hâm mộ lập tức trả lời lại. Một noãn tô công môi, đang định trả lời những bình luận khác, chợt nghe thấy có người gọi mình chuẩn bị. Cô vội vàng cất điện thoại, cùng những người khác tập hợp một chỗ. Hiện giờ buổi tiệc tối đang diễn tiết một ngâm thơ, tiếp theo chương trình là ca khúc xuyên que, tiếp đến sẽ là vở kịch của bọn họ. Lớp trưởng Trình Minh với tư cách là người phụ trách, gọi mọi người đến để động viên. Mọi người không cần khẩn trương, phát huy như bình thường chúng ta tập luyện lâu như vậy, sắp xếp rất tốt. Đừng có áp lực, chúng ta là giỏi nhất. Trình Minh vỗ tay, cười nói, hôm nay thời gian gấp gáp, đợi đến lúc nghỉ Tết tớ mời mọi người đi ăn nha. Sự nhiệt tình của mọi người tăng cao, nhào nhào nói được, còn nói sẽ không khách khí với Trình Minh, nhất định phải để cho cậu ta đổ máu nặng vì cái giá cho việc bóc lột mọi người những ngày qua. Trước khi lên sân khấu, một noãn tô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nói với bản thân mình phải đặt lực chú ý tập trung trên sân khấu biểu diễn, ngàn vạn lần không thể phân tâm nhìn cái người đang ngồi ở khu vực khách viết. Ánh đèn trên sân khấu tối xuống, màn sân khấu kéo ra, vở diễn chính thức bắt đầu. Tại hoa viên xa hoa của phủ đệ, thiên kim tiểu thư đang đứng cùng thị vệ cao to cường tráng. Hữu thành, chúng ta bỏ trốn đi. Một noãn tô vẻ mặt mong chờ nhìn bạn diễn của mình, lo lắng thúc giục, chàng dẫn ta đi được không? Tiểu thư, người thì về trẻ tuổi vừa mới lên tiếng, phía xa xa truyền đến tiếng người ồn ào. Tìm cho ta. Tìm cho ra tiểu thư và cái tên lòng lan dạ sói đó. Một người đàn ông trung niên bụng phệ hét lớn. Những người hầu còn lại liên tục đáp lời, vâng. Tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, ánh lửa trong bóng tối càng ngày càng gần. Tiếng nhạc dồn dập vang lên. Một noãn tô sợ đến mức sắc mặt tái nhật, sợ hãi kêu lên một tiếng, nguy rồi bị phụ thân phát hiện rồi. Thị vệ biến sắc, bất chấp mọi thứ nắm lấy cổ tay của tiểu thư, chạy mau. Hai người vừa quay đầu, bột một tiếng, ánh lửa sáng rực. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc đứng chắp tay sau lưng, trừng mắt nhìn đôi uyên ương trẻ tuổi. Cảnh tiếp theo là màn đối đáp giữa một noãn tô và vư vư. Tiểu thư bị giam giữ, cả ngày đau buồn không vui. Nha hoàng đến xem nàng, còn nói cho nàng biết thị vệ kia đã bị đuổi đi, ngày sau nàng sẽ phải gả cho tướng quân ở thành bắc thuyết phục tiểu thư khiến cho nàng thông suốt an tâm gả cho tướng quân sau này vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết mỗi lần vưu vưu nói thêm một câu sắc mặt một noãn tô lại trắng bệch thêm một phần đợi vưu vưu đi rồi mặt cô không còn miếng máu nào cả người trông như trên đời không còn gì hứng thú nữa sau một màn độc thoại vai một noãn tô run run nhỏ giọng khóc thúc thích tâm trạng sa sút cô khóc càng ngày càng to hơn cuối cùng đến khản cả giọng Cô vừa khóc vừa bò lên cái ghế đậu trước bàn trang điểm, nhìn sắc mặt trắng bệch của mình trong gương, cô dần dần ngừng khóc, nhíu mày suy ngẫm. Dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, thần sắc một noãn tô dần buông lỏng thản nhiên hơn, tay phải chậm rãi dơ lên hướng về cây trâm cài trên búi tóc của mình. Cùng với tiếng nhạc nền buồn bã, một noãn tô chợt rút cây trâm ra, mái tóc đen nhánh thoáng chốc rủ xuống, bay một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Cô đặt cây trâm vào trước lồng ngực của mình, hé miệng trước gương, thầm nói một câu, hẹn gặp lại. Âm nhạc bỗng dưng thay đổi, một noãn tô dùng sức đâm cây trăm vào lòng ngực mình. Cái ghế nhẹ lắc lư, cả người cô ngã xuống nền đất. Trong nháy mắt, cô dường như có thể nghe thấy bên dưới khán đài truyền đến tiếng thở dồn dập cùng tiếng kinh hô. Sân khấu tối sầm, tấm màn buông xuống, phần diễn của cô đã xong. Tuy cảnh diễn của một noãn tô dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế thời gian rất ngắn. Sau khi hoàn thành cảnh diễn của mình cũng không có chuyện gì làm, chỉ cần chờ đến cuối vở diễn đi lên cùng các bạn diễn cuối chào cảm ơn là được rồi. Trong lúc chờ đợi, cô nhận được tin nhắn của Hoắc Chi Châu. Sau khi buổi tiệc mừng năm mới kết thúc bữa tiệc tối có mặt em không? Bữa tiệc tối gì? Một noãn tô sững sờ, cô căn bản không biết đến. Không có. Em không biết có bữa tiệc. Hoắc Chi Châu, lãnh đạo của bọn em nói có sinh viên khoa diễn xuất tham gia. Một noãn tôi nhìn thấy tin nhắn, lập tức hiểu rõ. Sinh viên khoa diễn xuất còn không phải là mạnh như sao? Khó trách hôm nay cô ta lại hưng phấn như vậy, hóa ra cô ta đã sớm chuẩn bị rồi, có thể cùng đám người của Hoắc Chi Châu đi dùng bữa tối mà. Muốn đi không? Hoắc Chi Châu hỏi cô. Muốn đi cái đầu? Sinh viên nữ thanh thuần cùng đám thương nhân vô lương tâm đầy mùi tiền kia, có chuyện gì tốt đẹp? Nghĩ đến bộ dạng tràn đầy sắc xuân của Mạnh Nhứ, một noãn tô không khỏi tức giận không đi. Hoắc Chi Châu, ừ. Mục Noãn Tô, cũng không cho anh đi. Cô tức giận gửi qua một tin nhắn. Vài giây sau cô lại cảm thấy mình chẳng phải quản hơi rộng rồi sao? Hoắc Chi Châu với tư cách là khách được mời tham gia buổi tiệc là chuyện bình thường mà. Đầu ngón tay dừng trên nút thu hồi, đang do dự có nên thu hồi hay không, Hoắc Chi Châu đã trả lời. Được. Chỉ với một chữ ngắn gọn, đầu ngón tay của một noãn tô chợt có chút nóng lên, cô không khỏi vuốt màn hình xem, lại ghi chép trò chuyện giữa hai người. Hoắc Chi Châu không nói nhiều lắm, ngày thường đa số là gọi điện thoại, một đường xem đến cuối, anh nhắn chữ ừ là nhiều nhất. Dường như bất luận cô nói cái gì, câu trả lời của anh vĩnh viễn không thay đổi, chính là một chữ ừ. Này, không đúng. Bởi vì vấn đề muốn cô dọn về nhà, Hoắc Chi Châu không còn nói từ ừ nữa. Chẳng qua là tạm thời cái vấn đề này đã bị ném sang một bên mà thôi. Một noãn tô chuẩn bị ra chào cảm ơn. Trình Minh đứng ở phía cửa kêu một tiếng. Cô đáp lời, vội vàng đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chuẩn bị chạy lên sân khấu đứng cạnh những người khác. Lúc này, hội trường truyền đến một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, màn biểu diễn kết thúc. Trình Minh đứng một bên vội vàng ra hiệu, mọi người trên sân khấu cùng diễn viên chính đều cúi đầu chào cảm ơn. Lại một lần nữa xuống sân khấu, vẻ mặt của mọi người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lần này biểu diễn thành công như vậy, gần như có thể nắm chắc việc bọn họ sẽ nhận được một giải thưởng. Mạnh Như Cười đến vừa lòng đắc ý, nhận lấy sự tán thưởng của mọi người. Nhuế Nha, một lúc nữa cậu phải nắm bắt cơ hội khi dùng cơm nhé. Trong lúc thay quần áo, một noãn tô nghe thấy bạn của Mạnh Như nhỏ giọng nói. Cô quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mạnh Như mím môi, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu quả thực được Hoắc Chi Châu nhìn trúng, tiền đồ của cậu sẽ sáng ngời bạn của Mạnh Như luôn miệng nhắc nhở. Lời nói của bạn Mạnh Như đã xác định suy đoán của một noãn tô, quả nhiên Mạnh Như chính là sinh viên nữ khoa diễn xuất. Rốt cuộc một noãn tô không thể nhận được nữa, tiến đến đứng trước mặt Mạnh Như. Có chuyện gì sao? Động tác của Mạnh Như dừng lại, dương mắt nhìn cô. Hai người vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, rất ít khi giao thiệp với nhau. Hoắc Chi Châu đã kết hôn rồi, hy vọng cậu hiểu rõ một noãn tô lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu lạnh lùng. Sắc mặt mạnh như lập tức trắng hồng một mảnh, có chút xấu hổ. Kết hôn thì không thể quen biết nhau sao? Sau vài giây, mạnh như kịp phản ứng lại, phản kích, anh ta là ông chủ của Hòa Húc, tôi muốn quen biết anh ta thì có gì sai? Chỉ là quen biết thôi sao? Ánh mắt một noãn tô sắc bén nhìn về phía cô ta, gặn hỏi, vậy cậu xấu hổ cái gì? Thẹn thùng cái gì? nếu như anh ấy muốn quy tắc ngầm với cậu cậu sẽ từ chối sao? Bị nói trúng tim đen, mạnh như thẹn quá hóa giận, liên quan gì đến cậu? Một noãn tô lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái, còn không phải tớ sợ cậu làm mất mặt trường học dưới danh nghĩa hoa khôi giảng đường đại học A, chẳng phải tớ đang có lòng tốt nhắc nhở cậu đấy sao? Mạnh như lập tức nổi giận đến mặt đỏ bừng. Từ lúc hai người bước vào trường học, mọi người đối với việc hoa khôi giảng đường này không ngừng tranh luận. Cô nói như vậy, rõ ràng chính là đang cười nhạo danh xưng hoa khô giảng đường dáng trên mặt mình bạn của cô ta đứng ở một bên kéo góc áo của cô ta nhỏ giọng thúc giục đừng nhiều lời với cậu ta chúng ta mau tranh thủ thời gian quay về ký túc xa thu thập một chút mạnh như oán hận liếc nhìn cô rồi cùng bạn của mình vội vàng rời đi một noãn tô thở dài cầm lấy trang phục đã thay bước ra khỏi cửa sau của hội trường đi qua một ngã tư hoắc chi châu đã đậu xe ở đó chờ cô một noãn tô thuần thục mở cửa xe ra, ngồi vào ghế sau. Hoắc Chi Châu vươn tay ôm cô vào trong lòng mình. Một giây sau, anh vội cúi đầu, hôn lên đôi môi mà anh đã thèm khát trước khi cô lên biểu diễn. Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, khi vở diễn bắt đầu, nhìn thấy cô xuất hiện trong trang phục màu xanh lá cây, trái tim của anh chợt rung động. Cô vốn đã xinh đẹp, khi trang điểm lên sân khấu càng lộng lẫy hơn. Lúc nhìn thấy một màn tự sát của cô, trái tim anh đột nhiên ngừng đập trong một giây, muốn lập tức chạy lên sân khấu ôm lấy người con gái mảnh mai xanh sao kia. Hiện giờ cuối cùng anh cũng đã được ôm như ý nguyện, anh không còn muốn nhẫn nhịn nữa, chỉ muốn trút hết tất cả cảm xúc cùng ham muốn. Một noãn tô cảm thấy cánh tay đang giam cầm mình càng ngày càng siết chặt, môi và lưỡi đều bị anh một mực chiếm lấy, không khí càng ngày càng loãng, sắp thở không nổi. Cô nhỏ giọng nức nở hai tiếng, muốn nghiêng đầu qua một bên để có thêm không gian thở thế nhưng vô dụng thôi, sự kháng cự nhỏ của cô khiến anh càng thêm táo bạo cướp đoạt. Về đến nhà, anh không thể chờ được nữa bế cô lên lầu, đặt cô trên giường. Không được. Lời nói của một noãn tô bị chặn lại, mơ hồ không rõ. Phát hiện được ý đồ của anh, cô càng kịch liệt phản kháng, không, không được. Hoắc chi châu mắt điếc tai ngơ, mãi đến khi bản thân chạm vào một thứ đồ gì đó, anh mới dừng lại, sắc mặt thật khó coi. Một noãn tô nhịn không được, nhìn khuôn mặt của anh cười ha ha. Hoắc Chi Châu không tức giận, cúi đầu cắn chóp mũi cô, buồn cười lắm sao? Không phải em cố ý, ai bảo anh vẫn luôn không cho em nói chuyện. Cô nhiều lần muốn nói đều bị anh dùng miệng chặn lại, căn bản không kịp mở miệng. Lúc nào thì hết. Hoắc Chi Châu hôn cô, muốn chồng của em kìm nén đến chết à. Một noãn tô thầm tính toán một phen, ngày mai hoặc ngày mốt, Việc này giống như dự báo thời tiết, không nhất định chính xác, đến lúc đó hãy nói sau. Nhìn thấy dục vọng quay cuồng trong mắt Hoắc Chi Châu, một noãn tô nghĩ đến có chút sợ hãi. Anh không tham gia buổi tiệc tối, không sao chứ. Cô tìm chủ đề khác muốn chuyển lực chú ý của Hoắc Chi Châu. Hoắc Chi Châu trở mình, lên tiếng, không sao. Nhìn bộ dạng anh rõ ràng vẫn còn chưa được giải tỏa, không hiểu sao một noãn tô có chút ấy nấy. Vậy, em làm chút gì đó cho anh ăn nhé đền bù cho anh một bữa cơm. Em biết nấu cơm. Trong ánh mắt hoắc chi châu tràn đầy hoài nghi. Nhìn dáng vẻ mười đầu ngón tay không dính nước xuân của cô, trông thế nào cũng không giống người biết nấu ăn. Một noãn tô hừ nhẹ một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, đêm nay bổn tiểu thư sẽ cho anh mở rộng tầm mắt. Cô xoay người xuống giường, chúng ta hẹn gặp lại ở phòng ăn. Lúc hoắc chi châu thay quần áo xong đi xuống lầu, một noãn tô bưng món ăn đã làm xong lên. Hoắc Chi Châu nhìn cái tô đặt trên bàn ăn, dở khóc dở cười. Cái cô gọi là mở rộng tầm mắt, chính là một tô mì ăn liền. Em nói anh nghe nè, đây không phải là một tô mì ăn liền bình thường. Một noãn tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hả? Hắc Chi Châu nhướng mày, mang vẻ mặt xinh lắng tai nghe chi tiết. Đây là em dựa theo công thức trên mạng, nó ngon gấp 100 lần so với mì gói thông thường. Một noãn tô ngoài miệng nói nghe hay lắm, nhưng trong nội tâm lại bồn chồn. Cô nơi nào biết nấu những món như vậy? Chẳng qua là mạnh miệng nói thôi, làm thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút. Nghĩ tới nghĩ lui nhớ đến khoảng thời gian trước công thức nấu mì gói này rất lưu hành trên mạng, bản thân mình còn xe nó. Vì vậy cô vào Weibo tìm thấy công thức và làm theo một lần. Hoắc chi châu công môi, ngồi xuống gấp một đũa cho vào miệng. Ừ, ngon thật. Anh mỉm cười, tiếp tục ăn một noãn tôi nhìn thấy dáng vẻ như thể đang dỗ dành một đứa con nít của anh, cảm giác chột dạ bộc phát. Có món ngon nào Hoắc Chi Châu chưa từng ăn qua, có một loại cảm giác quảng cáo giả dối để khoa trương món mì gói mà cô nấu. Hoắc Chi Châu, năm mới sắp đến rồi. Anh có nguyện vọng gì không? Cô hai tay chống cầm ngồi đối diện anh, vẻ mặt chân thành quan sát anh, dường như muốn giúp anh thực hiện nguyện vọng. Hoắc Chi Châu đặt đũa xuống, chậm rãi cầm khăn lau miệng. Nguyện vọng của anh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, môi mỏng khẽ mở ra, hàng năm vào thời điểm này, em vẫn sẽ hỏi lại anh câu hỏi này. Editor chợt nhớ đến một câu lấy đúng người bạn sẽ là công chúa. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio ngôn tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo